Ký sự Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, chúng tôi đã có 8 video về chuyến đi Cao Bằng của Win Win Việt Nam. Như đã hứa, với khán giả và với chính mình, chúng tôi đã tổ chức chuyến đi khâu chìa Tà Lùng với hy vọng được giới thiệu đến với quý vị những hình ảnh về núi rừng Cao Bằng ngày nay và những địa danh thân thuộc qua những trận chiến đấu của Trung đoàn 567. Và nhân dân Cao Bằng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới 1979. Đến Canh Man, Flycam gặp sự cố. Đến Khao Chìa, trời đổ mưa to. Chúng tôi chỉ có thể ngồi trong xe, nhìn cái gạt nước mải miết làm việc, vượt đèo mà buồn tiếc cho chuyến đi của mình. Các bạn đã thăm hang Canh Giềng với âm thanh bất thường của micro. Dù rằng như vậy, nhưng những hình ảnh chân thực và nhân chứng lịch sử đã phần nào an ủi chúng tôi. Cửa khẩu Tà Lùng vắng vẻ, điều hưu như một cái ga xếp ở phố huyện. Những chiến sĩ cửa khẩu nhanh nhẹn mở cánh cửa chính cho chúng tôi vào tham quan sau khi có ý kiến của cấp trên. Video thứ 9 này xin được gửi đến quý vị và các bạn tản mạn những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được dọc con đường chốt chặn của Trung đoàn 567 từ thành phố Cao Bằng đến cửa khẩu Tà Lùng với điểm xuất phát từ Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Quảng Uyên, nơi an nghỉ của các liệt sĩ Trung đoàn 567. Vì sao mình mới thấy lực lượng nó ủng hộ một quân đoàn 26 nó nằm đây mà hồi Trung Quốc nó đánh thì có khi chưa có thằng nào về cả. Quân đoàn 26 nó nằm ở đây thì chết hết, bọn Trung Quốc chẳng thà nào về được. Bọn em cần gọi trung thu. Lúc ấy có cả tên lửa, tên liếc rồi mà. Xe tăng, xe tiếp, tăng cường. Đúng rồi, mình đưa lên đấy. Mình đưa quân đoàn 26 nó thành lập. Ở Lạng Sơn là quân đoàn 14 mà. Ở Lào Cai là quân đoàn 29 mà. Quân đoàn 26 thành lập là bọn ông đã rút rồi đúng không? Rút rồi. Lúc nó có thêm 3 sư đoàn. Mình thì mình nói là đồng ý cho nó rút và không không đuổi theo, nhưng thực tế thì các anh có đuổi không? Có đuổi, bọn ông Đức đuổi chứ. Mẹ chúng nó bọn này vào đến Phục Hòa miến còn nóng hôi hổi, chúng nó lính Trung Quốc nó vừa rút đi mà. Nó còn ngủ ở nhà em ý. Còn kia toàn nấu cơm ăn ở nhà em thôi. Thế à? Thế nhà mày nó không phá đâu hả? Nó dỡ hết cả mái cả ấy đi hết mà. À nó đun. Nó lấy cả ván về. Nó bao nhiêu huân chương của bố em, mẹ em này, các cô chú em này đều để nhà em hết. Thế là nó mang đi hết mà. Ô đều thế. Vâng. Kéo nó nghĩ bằng vàng nên nó mang đi để nó nấu. Không, chị ơi, nó bảo là nhà cách mạng ấy. Nó mang đi hết. Xong rồi nó đốt. Nó đốt rồi bắt đầu nó mới đốt. Nhưng mà may quá chưa cháy hết. Cột thì là bộ đội về mà là mới dập được. Thì giữ được mỗi cái cột không? Giữ được cột là tốt rồi. Cột nó có giá. Cột nghiến á. Vậy mày đẹp quá. Đây là dân tộc Nùng nào ở khu vực này. Dân tộc khu này ngày xưa đánh nhau ngay. Khu này không đánh. Không. Có bộ đội đâu mà đánh. Cứ chỗ nào nổ súng thì nó mới đánh. Nhưng mà nó có ở đây không? Nó đi qua thôi, nó chẳng vào đâu. Qua. Không ai bảo gì. Cái dân Nùng này nó không làm gì đâu mà. Không ai bảo gì thì nó cũng không. Cứ chỗ nào bắn thì bắn nó chết nó thì bắt đầu nó mới tìm nó đánh thôi. Còn nó đi qua hết thôi mà. Dân mình trốn ở trên núi này thôi mà. Nó ghét nhất là bộ đội. Ghét nhất là bộ đội thì tất nhiên rồi. Chơi nó. Mặc áo của đội nó xả súng bắn hết. Chẳng phải nó ghét mà nó bắt buộc phải gọi là tiêu diệt đấy. Đúng rồi, mày không bắn tao, tao bắn mày. Đối tượng đấy là đối tượng tác chiến. Đứa cháu ở làng em thì mặc áo bộ đội, tại vì có bố này, có tín này làm bộ đội. Cái đấy lại hay mặc áo bộ đội. Kiểu chiến binh nó sang nó thấy mình với ông Đức bắt tay bắt chân rồi mà thì ra chụp ảnh đúng không? Nó là con người nó cũng giống mình thôi. Chẳng qua là qua hai cuộc chiến lính thì nhiệm vụ thì phải đánh nhau thôi chứ còn
cũng là con người. Nó cũng vào nghĩa trang mình, nó thắp hương đấy. Nó sang nó đánh nhau, nó sang nước mình nó đánh mình thì mình phải đánh nó. Mình đánh nó. Mình có sang nước nó đánh nó đâu. Mình mới đứt tiếp hai lần bọn nó rồi. Đợt sau có 20 thằng thôi mà. Anh Đức kín tiếng nhờ, chốc nữa anh Đức kể chuyện nha. Anh Đức lành lắm. Trước thì nhiều em chết cũng đẹp trai à. Mẹ trước Hải Yến nhá. Lính 567 tăng cường ra Lạng Sơn một tiểu đoàn. Vì lúc đó là Cao Lạng mà. Ở tăng cường tiểu đoàn 9 ở Lộc Bình, ở Chi Ma, Lạng Sơn ý. Cũng đánh cũng hắc. Với điều về 199 ở Thất Khê, có anh Huệ người Yên Bái một. Đấy, nó là cái chiến tích của nó được huân chương chiến công cơ mà. Thằng nhất, một binh nó vác được khẩu 12-7 nó chạy. Đấy, 199 cân. Nếu mà Quảng Nga là 99, còn Trung Quốc là 88. Thế mà nó không để mất vũ khí đâu nhá. Nó vác cả bệ, cả tất. Đấy. Ông Huệ, bọn 199 lẻ nó lắm. Bây giờ anh còn sống không? Còn sống, người Yên Bái. Đấy, một mình nó vác khẩu được khẩu 12 vậy. Bọn Cường Lệ mấy bọn cùng Tanh cũng bảo thằng này ác lắm mày ơi. Ồ thì... thế là 567 đánh tùm lum tà la khắp nơi ấy nhỉ? Ờ thì nó lúc nó là Cao Lạng. Vâng. Thì là cùng Cao Bằng với Lạng Sơn một đấy. Do thằng tỉnh đội thì nó nằm đấy nó điều. Vâng. Có điều tăng cường xuống kia một tiểu đoàn thì cứ cắt mỗi đại đội đi vài thằng mà. Vâng. Thì cố gắng cho thành một tiểu đoàn. Chuẩn bị đến ngã ba Canh Man em nhé. Vâng. Đánh trận Canh Man ấy. Tiểu đoàn 3 gọi là tiểu đoàn nhưng mà có đại đội hơn tí. Ông 6 tiểu đoàn, đại đội 6 của ông Sơn. Trận Canh Man là mình nó mở cái cua này. Mình chặn cái quân ở thị xã Tăng Cường vào giải vây cho bọn trong. Tức là sau này đấy, sau không, sau ngày 17 tháng 2. Đúng, không phải sau 17 tháng nào. Lúc đó nó vào khoảng mùng 2 thì chả là sau mùng ừ, sau đấy, 17. Đấy, nó khoảng mùng 2. Sau 17 tháng mùng 2 tháng 3. Mùng 2 tháng 3 đấy. Tức là đây là những cái trận đánh chủ động. Tháng 3 là nó đánh ừ, mình quay nó, tức là mình biết quân ở ngoài nó tăng cường vào để nó đánh tập một tàu hậu mình sau lưng mình. Thì là trung đoàn cử cái tiểu đoàn 3 ra đây, gọi tiểu đoàn nhưng mà nó có mấy chục tay súng mà. Thì là do ông 4 ông phụ trách. Ông ấy đánh cái đá núi đá ở trên này. Nhưng mà đánh lượng thuốc nổ lớn quá để chặn xe ô tô đá lăng chặn đường để mình phục kích mình đánh. Vâng. Nhưng mà cái lượng thuốc nổ lớn quá nó lăn mẹ xuống ruộng đấy bắt đầu đánh. Là đánh ở khu vực này. Vâng. Đấy mình phục cả hai bên cái thung lũng này. Bên trên cái hẻm này là đây trong đánh đây chính là Canh Man đấy. Đây ngã ba Canh Man đấy. Vâng. Dưới này là gọi là ngã ba Canh Man. Mình đang nhưng mà mình đánh ở đây. Mình đánh ở đây. Mình đánh ở khu vực này. Vâng, đây chính là cái trận địa Canh Man. Trận Canh Man đấy. Anh ấy thấy Long anh biết đấy. Vâng. Canh Man. Anh dừng cái em có được không? Hay thấy cho cô về rồi. Tại em thấy đường ngoằn ngoèo quá. Nếu mà dừng ở chỗ kia thì tốt hơn nữa. Không, chỗ kia kìa. Chỗ kia là... Đây có cua cái kìa. Cua là mình chỗ này mới là cua. Mình phục kích ở cái đoạn này. Đây là ô hòn đá này nó lăn xuống. Đấy. Ở trên này lăn xuống này. Bây giờ đấy. Thằng Chiêu nó phục kích. Rồi rồi anh đỗ xe ở đâu để em quay đây tí anh kể cho em một chút. Anh bắt đầu đi anh. Vâng. Vâng. Thưa chị Hải Yến, tức là đây là khu vực ngã ba Canh Man. Thế, khi mà trung đoàn phát hiện được địch sẽ tăng cường lực lượng lớn của quân đoàn 50 ở hướng Hà Quảng và hướng Trà Lĩnh, tức là tăng cường vào đánh tập hậu bao vây trung đoàn 567, tức là ở do quân đoàn 42 Trung Quốc ở hướng Phục Hòa, trung đoàn cản ở đèo Khâu Chỉa là chúng không ra được, thì chúng điều cánh quân của quân đoàn 50 vào tăng cường đánh tập hậu. Thì là trung đoàn trưởng lệnh cho tiểu đoàn 3, nhưng thực tế là tiểu đoàn, gọi tiểu đoàn thì nó lớn nhưng mà thực tế có trên một đại đội, tức là đại đội 6 do đồng chí Sơn lúc là đại đội trưởng rồi. Cái sau lên là thiếu tướng tư lệnh phó tham mưu trưởng quân khu 1, hiện nguyên tư lệnh phó tham mưu trưởng quân khu 1. Các đồng chí phục bố trí lực lượng, tức là tao phục ở hai bên cái lũng này. Đấy. Thì trên cái núi đá kia đấy, đồng chí trên cái núi đá này có đặt một số lượng mìn lớn để đánh đá để lăn xuống đường chặn cái đoàn ô tô chúng vào. Thì những cái hòn đá kia là do lượng lớn quá thì nó lăn xuống đây. Chính những hòn đá kia là do ta đánh mìn lớn quá nên nó lăn, nó không nằm trên mặt đường mà nó lăn xuống đây. Đấy. Thì ở ngay bên tay phải tôi là đại đội đồng chí Triều.
chính đồng chí Triều đã dùng hỏa lực B-10 đốt và đại liên đặt ở khu vực này, chính ở khu vực này. Tức là khi mà được lệnh nổ súng thì bắn cái xe đầu và xe cuối thì là địch ùn vào nhảy hết xuống ruộng mới tả ly khu vực bên này. Đấy. Thì là đại đội 6 tổ chức, tức là đánh cái trận này cũng tức là thắng lợi giòn giã và tiêu diệt và bắn cháy cũng tương đối nhiều xe vận tải của Trung Quốc. Thế mà khi đánh dòng giã đến tận buổi trưa thì là do hết đạn. Đấy, thì đại đội là bố trí lực lượng rút theo cái cánh quân kia về phía Hoàng Hải. Khi mà tí xuống kia nó có một cái ngã ba, tức là vào Hoàng Hải rút về Tổng Thá, và sau này là lệnh của trung đoàn là rút theo đường 4A đấy, về canh Tân Minh Khai. Đấy là cái trận địa này, cái trận này phải nói là đại đội 6 cũng như tiểu đoàn 3 tiêu diệt một cái lực lượng địch rất lớn. Đấy. Đấy, chị ấy ra giữa tàu mới được, mà không được sang nửa bên kia. Được. 14 ngày. Đây là cửa khẩu Tà Nùng. Đây, Tà Nùng. Cái này là anh xây. Tà Nùng. Đây là cột mốc anh Tuấn xây này. Xây 3 thớt cơ mà. À tức là tính. Đây nhá các bạn nhìn. 3 bậc. Mười, kia là, kia 10, là cái cột mốc. Rộng 16, 16. Ra là phải xây cả một cái đế to như thế. Đế to mà lõi là toàn bộ đổ cát hết. Và đây là cái chân đế của nó. Kìa, nó đối xứng bên kia kìa. Đây gọi là Quốc Huy nhá. À đây là mốc Quốc Huy. Mốc Quốc Huy Việt Cộng hòa Thống nhất Việt Nam. Tức là được 4 mốc thôi. À. Đấy. Ủa thế những cái mốc khác thì nó chỉ có chữ thôi à? Chỉ có chữ, không có Quốc Huy. Đây là Quốc Huy rời à? Chỉ có các cửa khẩu chính mới có. Tức là 6 tỉnh biên giới được có 4 cái thôi, là trong đó có Cao Bằng. Thế là mình phải đứng mình chụp ảnh đấy chứ, đúng không? Đâu anh cái cầu Tà Lùng cũ đâu đây, mà mình cầu trước nó không phải như cầu này, trước là để dây thép gai bùng bên kia nó cũng có cái lầu Minh Phong. Không, tức là mốc nó lúc nào đối xứng. Vâng. Kìa cái mố nó rơi kìa. Mố dưới cầu cũ. À đây mố cầu cũ rơi này. Nó đánh ấy. Nó tức phá. Là mình không phá mình được. Mình vào phá nhưng nó phá luôn, rút là nó phá. Nó phá nó sợ mình để theo. Mình được, mình cũng bắn cháy hai nhà nó. Nhưng mà pháo 7602 của trung đoàn bắn nhưng mà không có dầu lùi, không có 6 khẩu nó dã rồi thì cũng chết đi. Thế à? Ừ. Đây là sông Tà Lùng à anh? Đây Tà Lùng. Đây Tà Lùng. Sông ấy. Sông bên này sông Bắc Vọng. Bắc Vọng, còn đây là gì? Đây nó là sông Bằng. Nó gặp con sông Bắc Vọng bên này. Chỗ bên kia là cái ngã ba sông, còn đây là sông Bằng. Bên giữa cầu là Mính. Bằng bé tí xíu. Chia phân thủy mà. Đây là sông biên giới đây. Ừ, sông biên giới. Kia nó có cái chòi kìa. Bên này mình có chòi không? Chòi nó là chòi thủy lợi thôi. À chòi thủy lợi. Chòi nước ấy. Vâng, vâng. Lúc mình xây nó xây gần xong rồi. Đây này 3 thớt. Mẹ 90 người vào. À, cái mái quăn kia của là chính là cột mốc nó đấy à? Hả? Không, cột mốc nó bên này trên. Đây là cái chỗ nó nghỉ chơi. Kia có Quốc Huy. Nó có Quốc Huy à? Nhìn cái cột mốc. À thấy rồi. Như vậy là chúng ta đang có mặt tại cửa khẩu Tà Lùng. Và đây là cái cầu Tà Lùng. Ở dưới cái lớp nước xanh tảo lục kia thì các bạn có thể nhìn thấy mờ cái khối bê tông đấy. Đấy chính là cái mố cầu cũ. Và khi mà ta không kịp giật cái cầu sập xuống thì sau đấy là trinh sát của trung đoàn 567. Trinh sát của trung đoàn 567 đã mang theo một tạ thuốc nổ để tới phá hủy cái cầu này. Nhưng mà quân địch thì quá dày đặc cho nên không thể tiếp cận được. Và cái cầu thì bị phá hủy bởi quân Trung Quốc khi mà họ rút khỏi Việt Nam. Có lẽ họ sợ bị truy đuổi. Và có lẽ cũng dễ thôi, nếu họ không giật thì có khi cũng bị truy đuổi thật. Và đây là chúng ta đang đứng ở cái cột mốc 943. 943 trên 2. Vâng, 943 trên 2. Chắc là bên kia là 1. Thì đây là một cái cột mốc mà một cựu chiến binh tham chiến 12 ngày đêm khâu chỉa. Và khi mà vâng, khi trở về thì đã trở thành một doanh nghiệp. Chính là anh Hồ Tuấn, người lính rút cuối cùng trên đỉnh 300. Đây là cái sản phẩm. Nếu mà các bạn nhìn thì thấy rằng là chỉ là một cái cột mốc đơn giản như thế kia thôi. Nhưng mà cái bàn đế của nó là cả một cái inox quay quanh đấy. Anh cắm đấy, cắm đầu tiên. Tất cả các tuyến biên giới Cao Bằng này cắm đây là đầu tiên. Đấy, anh Tuấn là người đang mặc cái bộ quần áo bộ đội. Cắm 115 mốc. Và các bạn nhìn thấy cảnh quan của cửa khẩu Đức Long. Tà Lùng.
của Cao Bằng. Tôi thấy rất là đẹp, không khí ở đây thì rất là thích. Cũng, các bạn có thể nhìn thấy là sinh nhai và mưu sinh. Những người công dân của chúng ta với những kiện hàng cũng không biết là đang chuẩn bị sang hay chuẩn bị về. Cờ Tổ quốc thì phấp phới bay cả ở đầu cầu cũng như là ở trên nóc của cửa khẩu. Đây là những người đi cùng với chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, và như vậy là cuộc hành quân của chúng tôi có thể là gần đến điểm kết thúc của chặng đường 1. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cựu chiến binh Trần Ánh Đức, đại đội 9 D, đại đội 9 tiểu đoàn 3, trung đoàn 567 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Lạng. Đó là đơn vị vào tháng 2 năm 1919 Ánh Đức tham gia chiến đấu. Đến với trung đoàn 567 bởi vì rất là nhiều những điều quá ngỡ ngàng đối với tôi, rất ngạc nhiên và cực kỳ thán phục. Khi nói về chiến tranh tháng 2 năm 1919, tôi nghĩ rằng không ít người cũng như tôi thường nghĩ về một sự bất ngờ bị đánh úp, bị đánh chụp, quân và dân hoàn toàn bị động và có thể là dùng từ bỏ chạy. Tôi nghĩ rằng ở những nơi có thể kháng cự lại lẻ tẻ ít thôi, hoặc sau một thời gian ngắn thì định hình lại, chống cự quyết liệt, đó là những gì đã định hình trong tôi mấy chục năm qua. Cho đến khi gặp trung đoàn 567, câu chuyện rất đáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Tôi đã gặp người chiến sĩ chủ động đánh địch, một bước không đi, và cho đến khi hết đạn lệnh rút, anh phải phá khẩu pháo của mình để lùi về phía sau. Nhưng trung đoàn 567, cả bộ chỉ huy của họ vẫn trong vòng vây, tiếp tục đánh địch với tư thế chủ động. Và điều đặc biệt ngạc nhiên khi tôi nghe câu chuyện của Trần Ánh Đức, một đơn vị chủ động tìm địch mà đánh, một đơn vị tôi nghĩ rằng xứng đáng với truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của anh Đức. Xin chào anh Đức. Vâng. Vâng, em rất là cảm ơn anh đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình trên kênh truyền hình của Uy Vinh Việt Nam. Và trong cái quãng đường đi cả một ngày hôm qua, vượt qua rất là nhiều những cái cung đường của Cao Bằng đầy ấn tượng, trùng trùng, lớp lớp, những cái ngọn núi mà em chưa thấy ở đâu, giống như núi ở Cao Bằng, giống như ở vùng của mình đây, để chúng ta đến điểm đích cuối cùng là cửa khẩu Tà Lùng, vượt qua đèo Khao Chỉa. Suốt cả một chặng đường như vậy, ngồi ở trên xe thì anh Đức hầu như không nói một câu nào, nên cho nên em cũng cảm thấy hơi quan ngại cho buổi nói chuyện hôm nay. Nhưng tuy vậy thì em nghĩ rằng ký ức hào hùng sẽ khiến những người chiến binh trở lại của tuổi 20. Vâng, xin mời anh Đức chia sẻ câu chuyện của mình. Vâng, kính thưa chương trình, thưa khán giả, tôi là Trần Ánh Đức, thuộc trung đội 1, đơn vị đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 67 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Lạng. Thì chúng tôi, bản thân tôi và cũng như là các đồng đội của tôi, là trước khi chiến tranh biên giới xảy ra thì chúng tôi ở đơn vị 304B để chuyển sang và lên Cao Bằng. Thời gian lên Cao Bằng này, thì chúng tôi vào biên giới của Cao Bằng, các tỉnh, các huyện như là Trùng Khánh, như Hạ Lan. Và sau đó thì năm 1977 thì tôi xuống trường quân sự Lạng Sơn, học tập Lạng Sơn và huấn luyện một đơn vị đoàn 78. Sau đó thì được lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cũng như trung đoàn 567, tháng 10 năm 1978 tôi trở lại đơn vị về đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 567, Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng. Thì khi tôi về thì cũng được cái tin là cái tình hình ở biên giới giữa ta và Trung Quốc là có những cái điều là bất hợp kháng, cái sự kiện người Hoa đã xảy ra. Khi về đơn vị thì cấp trên giao nhiệm vụ và nhân nhiệm vụ nắm bắt được cái tình hình diễn biến
có thể chiến tranh sẽ xảy ra. Trên cơ sở đó thì cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi phân công nhau nhận lệnh của trên là đi đường biên để nắm bắt tình hình của địch trong quá trình chuẩn bị cho chiến tranh như thế nào, và cái phương án dự kiến, cái phương án của quân ta có những cái hình thức đối kháng và như thế nào để cho phù hợp với cái điều kiện hiện tại. Thế thì khi đi vào biên giới, đi địa hình các cái hiểm biên giới mà hướng đơn vị được đảm nhiệm, thì cái tình hình dân cư vừa ăn Tết, và sau đó thì đơn vị chúng tôi được ăn Tết trước một tháng. Sau khi một tháng ăn Tết xong thì chúng tôi tiếp tục vào đường biên để nắm tình hình địch. Khi chiến sĩ xảy ra thì bản thân tôi được nhận cái nhiệm vụ của đại đội tiểu đoàn và của trung đoàn là thành lập một cái đơn vị là một trung đội tăng cường chuyên đánh tấn công. Mục đích của đơn vị là làm giảm toàn bộ sức ép của địch lên với các điểm tựa, điểm chốt của bộ đội ta. Do đơn vị tiểu đoàn 3 phụ trách hướng chủ yếu là hướng đèo Khâu Chìa từ đầu Nghĩa Trang, và tiểu đoàn 1 là hướng dưới Tà Lùng đấy, đối diện với nhà máy đường có đồi Không Tên, rồi Khốc Khâu, rồi Khốc Khâu, rồi Bản Trang, Bản Cải đấy, phạm vi đó. Thế sáng 4 giờ sáng ngày 14 rưỡi sáng ngày 17 tháng 2 thì bắt đầu là có pháo binh địch đã bắn vào các cái trận địa chốt của chúng ta. Thì bản thân tôi và đơn vị là đang ở cách cái vị trí xảy ra thực hiện ở biên giới là 12 cây số. Nhận được lệnh, đơn vị chúng tôi tăng cường là một trung đội tăng cường để đi chiến đấu này, giải vây và giảm sức ép của quân địch. Vì địch lên rất đông, gồm có xe tăng, pháo binh H-12 và các loại hỏa lực tập trung đánh vào các điểm chốt của tiểu đoàn 1 của trung đoàn 567. Thì khi nhận nhiệm vụ xuống thì gặp đồng chí Trần Xuân Át là cán bộ đại đội trưởng đại đội 1. Đấy, khu vực nhà máy đường, đồi Khung Tên, rồi đồi Độc Lập, rồi Bản Chu, rồi ngã ba Đòn Lèn. Sau khi nhận nhiệm vụ trao đổi công việc ở đấy thì chúng tôi là tiến hành nắm tình hình địch, và trên cơ sở địa hình đã được trinh sát trước tổ chức là tấn công, đánh phản kích quân địch vòng sườn, rồi tạo mọi cái điều kiện với thời cơ, rồi địa hình địa vận. Nhưng lực lượng địch thì cực kỳ là lớn, bởi vì chúng vừa bước sang biên giới được một cái khoảng thời gian mà trang được tất cả các loại hỏa lực mạnh của địch bắn sang khống chế trận địa của ta. Thế thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng vòng tránh và tránh những cái đoàn xe tăng của địch. Và chúng tôi lại lợi dụng địa hình vật và những cái bãi mìn chống tăng của ta đã bố trí sẵn sàng chờ địch sẵn thì chúng tôi đấy. Nhưng mà khi chúng tôi vào để lợi dụng địa hình trong ấy thì tăng không dám đuổi vào, chắc là nó cũng biết được rằng là ta đã cài mìn các thứ ở trong những cái viền mía. Nên thì xong khi ngày 17 tháng 2 thì cái tiểu đoàn 1 của trung đoàn ấy và các cái đơn vị lại kiên cường bám trụ, thực chất là đánh, mà như chúng ta đã biết báo chí đài nói đã nhiều, riêng ngày hôm mấy là buổi ngày hôm mấy là chúng ta đã diệt được 8 tăng. Cái tin chiến thắng mà địch thì chết rất nhiều, cái tin chiến thắng đã được loan truyền trên các cái đơn vị phòng ngự ở phía sau. Đấy là chúng ta đã hoàn thành cái xuất sắc cái nhiệm vụ và ngăn được quân thù. Sau khi nhận nhiệm vụ đó, đơn vị của tiểu đoàn 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đưa ra phía sau để củng cố lực lượng và tăng cường lực lượng khác vào thay thế. Thế thì địch bằng nhiều hướng tấn công vào, như là tấn Cát Linh vào, hướng Tà Lùng sang, tục Mỹ sang. Đấy. Thì các cái đơn vị của tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 1 là vẫn bám trụ kiên cường, địch không lên được đèo Khâu Chìa trong ngày 17, 18. Trong khi đó,
thì ở cho cái diễn biến của chiến tranh do cái lực lượng, do cái hậu cần bảo đảm nó có những cái vấn đề khó khăn. Thế nhưng mà cũng có một điều là mà tôi thực sự là tâm huyết và ghi nhận là nhân dân ở địa phương, rồi bà con, rồi dân quân du kích, thế rồi là chị em phụ nữ, học sinh luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ được vì chúng tôi từ ăn uống, tải cứu thương, tử thương, rồi mà đảm bảo những cái hậu cần mà cho chúng tôi để chúng tôi trực tiếp ở phía trước để thực hiện cái nhiệm vụ. Khi lại về đến thị trấn Phục Hòa thì căn cứ vào cái tình hình diễn biến thì chúng tôi cũng luôn luôn bám địch. Ngày có thể là trinh sát, đêm chúng tôi đánh, đêm có thể chúng tôi trinh sát, ngày chúng đánh. Và căn cứ vào cái tình hình cụ thể và căn cứ lực lượng của mình, căn cứ về vấn đề trang thiết bị để chúng tôi luôn luôn hoàn thành cái nhiệm vụ. Và trong cái thị trấn Phục Hòa ấy là có đồng chí Cóng, ông Cóng là bí thư của Phục Hòa là đi cùng với chúng tôi để giải quyết cái công việc là đưa nhân dân sơ tán ra các cái vùng phía sau về khu an toàn. Đấy. Ngoài cái nhiệm vụ chiến đấu ra, trực tiếp ngăn cản quân địch ra, chúng tôi còn thực hiện cái nhiệm vụ là bảo vệ dân và đưa dân ra những cái vùng an toàn. Và cái công nhân của nhà máy đường, đấy, nhà máy đường Phục Hòa lúc bây giờ, đấy là đưa về phía sau. Đấy, hay là kết hợp với một số các cái đơn vị khác đấy, là thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ dân và đưa dân phía sau. Và bản thân trực tiếp đơn vị tôi này có một cái tình huống nữa là khi địch đánh vào cái kho lương thực của ta ở thị trấn Phục Hòa và cái kho thóc của ta ở bản Na Xeo, thì chúng tôi làm cái nhiệm vụ tiếp theo là ngăn cản quân địch, thế và đồng thời để dân quân du kích và nhân dân ta là đi lấy lương thực các thứ về cất giấu để làm cái cơ sở hậu cần sau này cho đơn vị sơ tán lương thực. Vâng, đơn vị thì cái lực lượng dân quân và lực lượng dân dân địa phương ở đấy người ta có thực hiện nhiệm vụ cũng rất là hoàn hảo, cũng rất là tốt, phối kết hợp với nhau với đơn vị chúng tôi là hoàn thành cái nhiệm vụ tốt. Một cái đặc điểm nữa là khi địch tấn công lên ấy, thì nó có nhiều cái đội hình. Cái đội hình thứ nhất là cái đội hình dân binh. Dân binh, cái đội hình thứ hai là cái đội hình lực lượng có lẽ là địa phương. Và cái lực lượng thứ ba là cái lực lượng chủ lực của địch. Đấy. Chủ lực của địch thì gồm có xe tăng, pháo binh, tất cả hống giáp mà hình như là nó là quân đoàn 41, quân đoàn Sơn Cước. Đấy. Trong quá trình chúng tôi đánh, khi xe vận tải của địch lên rồi hậu cần lên tiếp tế lên thì chúng tôi đánh khóa đầu khóa đuôi, chúng tôi đánh. Cái thứ hai nữa là khi xe tăng địch lên ấy, thì cái xe tăng của nó là có cái áo lưới áo cước, thế và lính của nó là bám những cái xe tăng ấy để chọc sâu vào phía sau. Đấy. Trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ là cũng tiêu diệt xe tăng và cái lính ở trên xe tăng ấy nó rơi xuống là chúng tôi cũng tiêu diệt và còn thu được một khẩu AK băng gấp, sau này thì là cũng là giao về cho đơn vị cấp trên để làm cái chiến lợi phẩm. Thế còn sau khi nói chung là trong cái thời gian 12 ngày đêm ở từ khâu chìa thì bản thân tôi và đơn vị là luôn luôn là bám sát địch mà theo dõi cả ngày lẫn đêm. Đấy, và có những cái trận đánh là cực kỳ là oanh liệt. Đấy, có những cái trận nhưng mà kết hợp các cái lực lượng khóa đầu khóa đuôi đánh tạt sườn, đánh các cái đoàn xe mà đảm bảo hậu cần và chở quân tiếp tế cho để đánh chiếm của đội 244 và đội 200 của đèo Khâu Chìa ấy. Có những trận đánh nhưng lại là địch thiệt hại rất là nặng nề, mà trên cơ sở đó để có những cái về chuồn bước coi như là hình như là cái thê đội 1 này cấp cỡ sư đoàn và cấp quân đoàn là hầu như bị tê liệt. Đấy. Cái thời điểm ấy thì chúng quân tăng cường cái thê đội 2 vào, tức là quân đoàn 41-42 đó vào tăng cường lực lượng vào để tiếp tục. Thì trong khi đó thì chúng tôi cũng tiến hành như vậy là bám theo địch. Đấy. Bám theo địch cho lên đến ngày 28 tháng
tháng 2 năm 1979. Trong suốt cái thời gian 12 ngày đêm ấy, bản thân đơn vị tôi và bản thân cá nhân tôi cũng vậy, là chỉ có một bộ quần áo và trang thiết bị để phục vụ cho chiến đấu, chứ còn để còn trên người thì còn cũng không có quần áo để mà thay nữa. Đấy. Mà đơn vị cũng vậy. Thế còn vấn đề ăn uống thì cũng có một cái điều cực kỳ là khó khăn. Chiến tranh thì ác liệt, dân quân và bà con địa phương thì nắm những cái nắm cơm nắm, có khi mang được lên nơi, có khi ác liệt quá không mang được lên nơi, để phía dưới. Thế anh em chúng tôi có thể là đi qua cầm những cái nắm cơm mà mặc dù là nó đã ướt ở bên ngoài rồi, có những cái vết rêu xanh nhớt rồi, thế nhưng mà cũng cảm thấy ấm lòng để thực hiện cái nhiệm vụ chung như vậy. Thế mà một điều cuối cùng là sau khi đơn vị ấy, là hoàn thành được cái nhiệm vụ đó thì bản thân chúng tôi là tiếp tục củng cố để chiến đấu, nhưng mà cái cơ sở hậu cần đạn dược quần áo trang thiết bị thì nó không bảo đảm. Thế thì được lệnh của trên là chúng tôi rút ra ngoài thị xã để nhận tiếp viện. Trực thăng mang tiếp viện cách đây, cách ở đây tức là bỏ bẩu của Thái An này là xuống đấy. Sau khi nhận vụ của đấy chúng tôi lấy trang thiết bị, nhưng chủ yếu là vũ khí, đạn dược mang được bao nhiêu là mang. Và chúng tôi lại tiếp tục quay vào biên giới. Quay vào biên giới tức là đóng trực tiếp ở thị trấn Phục Hòa, cái chợ Phục Hòa đấy. Và ngày đêm chúng tôi lại tiếp tục. Thế sau này hoàn thành cái nhiệm vụ đấy thì có những cái tin của cấp trên đến là đáng lý là chúng tôi là khóa đuôi, không cho quân Trung Quốc rút về. Thế nhưng mà trên có nó là cho mở cửa để cho Trung Quốc rút về. Thế thì chúng tôi cũng sau khi đó thì chúng tôi cũng hoàn thành được xuất sắc cái nhiệm vụ của đơn vị giao cho. Thế còn nội dung tại sao mà chúng tôi, mà cán bộ chiến sĩ chúng tôi có một cái quyết tâm mà giữ đất và bảo vệ dân như vậy, thì thường kia là cũng nối theo cái truyền thống của cha anh đi trước, qua các câu chuyện kể lại, qua các cái báo chí, qua các cái tuyên truyền, anh em chúng tôi cán bộ chiến sĩ ở đơn vị tâm niệm với nhau một điều, thường có cái câu nói đùa với nhau, chúng ta là những người bộ đội, là những người lao động đặc biệt, thế nhưng là chúng ta là cơm của dân, áo của đảng, nên tất cả mọi vấn đề chúng ta phải thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Đấy. Trên cơ sở đó mà anh em chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rất là xuất sắc. Sau khi đơn vị hoàn thành nhiệm vụ có các cái tổng kết thì đơn vị cũng được có nhiều cái bằng khen, giấy khen, rồi huân chương chiến công. Thế, tinh thần thì cũng có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ mà bản tôi trực tiếp trên mặt trận Cao Bằng và mặt trận Khâu Chìa thì có cái những ý kiến như vậy. Cảm ơn anh Đức. Và quý vị và các bạn có thể thấy rằng là người cựu chiến binh của ta rất là khiêm tốn. Và tôi thì thực sự từ hôm qua đến giờ thì tôi vẫn cứ lo suốt cả một ngày ngồi trên xe tôi không nghe anh nói cái gì, trừ khi hỏi thì trả lời một câu rất là ngắn thôi. Thì với một người kiệm lời như vậy thì không hiểu anh sẽ kể câu chuyện của anh ấy như thế nào. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là câu chuyện thì rất là gọi là chuẩn đấy, chuẩn mực, có đầu có đuôi và rất là khiêm tốn, nhưng mà chưa toát lên được cái câu chuyện thực mà tôi nghe từ những cựu chiến binh khác về anh Đức. Và trong câu chuyện của anh Đức thì anh có nói là bên địch thì nó có 3 loại quân, đi đầu là dân binh, xong đến địa phương như kiểu là bộ đội địa phương, và cuối cùng thì là quân chủ lực. Thì căn cứ vào đâu mà mình lại có thể biết được như vậy? Bây giờ căn cứ thì theo trực tiếp chúng tôi trực tiếp chiến đấu ở đấy mà giáp mặt của quân địch luôn, thì phát hiện được ra cái trang thiết bị của cái dân binh nó khác. Mà thường cái dân binh ấy thì sau khi là nó đi là nó vơ vét của cải này, thổ cho các thứ về, và có những cái xe này để chở những cái cơ sở vật chất của ta đi. Cái thứ hai là cái trang thiết bị của cái dân binh ấy, tức là gọi là cái kiểu là dân binh kia đó, thì cái trang thiết bị của nó là nó thô sơ đấy, có thể là cái súng AK hoặc là cái súng CKC đấy. Thế nhưng mà nó chỉ khoảng 3-4 người, 2-3 người một khẩu thôi đấy. Thế còn cái lực lượng chính quy thì nó biên chế là chính xác. Ngoài ra thì cái lực lượng chính quy của nó ấy, thì cái quần áo và cái mũ
quần áo đấy, nó cũng khác nhau, mũ nó có sao, mũ mềm nó có sao ở trên đấy. Và khi tấn công ấy thì thường chúng là có cái hiệu lệnh bằng cái kèn đấy. Khi thổi kèn thì bắt đầu tất cả là nó ào ào nó lên, lên như kiến cỏ luôn đấy. Đây là một. Cái thứ hai là cái nghi binh của nó mà nó làm cho mình phân tán, người chỉ huy phân tán và chiến sĩ phân tán, là nó có cái loại máy phát quay kêu như tiếng xe tăng đấy. Nhưng mà đặc điểm của mình ấy thì mình nghe tiếng xe tăng lên, cán bộ và chiến sĩ mà truyền nhau là cái tiếng này là không phải tiếng này, là tiếng giả chứ không phải là tiếng thật đấy. Cái tiếng giả đấy. Tiếng thật của xe tăng nó khác, loại nhẹ 18 tấn nó khác, loại 24 tấn nó khác, loại xe chọc khâu nó khác. Cái đó là kinh nghiệm và từ trong cái tay để anh em cũng trao đổi với nhau như thế, để trên cơ sở đó là không gì đó là mình đất tinh thần, đất tin tưởng, mình xác định là chắc đánh, dám đánh và biết đánh đấy. Cái đây là một cái. Thứ hai nữa là cái trận địa của địch đấy, chúng nghi binh cũng rất là có cách đấy. Sau khi có những trận chúng tôi là ban ngày chúng tôi ở xa, xác định cái trận địa là chúng tôi phải đánh cái trận địa pháo này, đánh cái trận địa cối này trong một cái phương án của mình. Thế nhưng mà để chắc chắn thì ban đêm chúng tôi lại vào kiểm tra, nhưng thực chất nó lại không phải là trận địa pháo nữa, mà nó là những cái cây ống các thứ nó lắp lên, nó phủ lên thôi. Còn trận địa pháo nó lại di dời xuống vị trí khác. Cái việc thứ hai nữa là ban ngày chúng đánh tấn công đông như thế, nhưng ban đêm đấy, chúng tôi chính xác thì chúng lại thường là không ở trên điểm cao, mà chúng tụt xuống dưới chân mà khoét những cái hầm ếch nhỏ nhỏ, hai ba đứa một chỗ đấy. Có những lần chúng tôi đếm để đánh ấy, thì có những lần là vào chỗ thị trấn Phục Hòa, bản Bò Rịn kia ấy, là chuẩn bị đánh một cái trận đấy. Thì trên đường đêm chúng tôi đi thì cũng gặp cả chính xác của cấp trên, gặp cả công binh đi cày mìn. Thế rồi chúng tôi vào kiểm tra thì đến có những lúc đến được hàng trăm quân rồi, nhưng mà có những lúc là lại cũng không thực hiện nhiệm vụ, không đánh được đấy. Có những lúc là vì nó ở tản mát quá, nó ở theo cái kiểu ấy nên là rất khó đánh. Thế cho nên là lại phải xác định là ban ngày khi nó tấn công thì ta chọc sườn ta đánh, đánh bằng hỏa lực, đánh bằng xung lực, đánh bằng lực xa, đánh bằng lực gần, thì cái đó là ta đạt hiệu quả rất cao đấy, thực tế nữa. Và trong cái lúc chiến đấu ấy thì anh em chúng tôi cũng thường tâm niệm với nhau là một viên đạn AK này thôi là 3 đến 4 cân gạo của dân, thế nên phải tiết kiệm, đánh phải cho đúng cho chúng, thậm chí còn phải đánh chiến tạo đấy. Nên thì để đảm bảo mà cái trang bị của mình, để đảm bảo cho mình. Thế còn một cái trường hợp là trong quá trình trinh sát, trong quá trình nắm bắt địch thì đơn vị chúng tôi cũng bắt được một cái đối tượng, tức là người Hoa dẫn quân luồn lách các thứ để vào tập hậu rồi đánh quân ta. À, thế nhưng mà chúng tôi bắt được thì trong quá trình khai thác ra thì có đồng chí ông bí thư là ông Cóng, bí thư của Phục Hòa lúc bây giờ, để chúng tôi cũng có bàn bạc với tình huống như thế này thì trao đổi như thế nào. Thế thì chúng tôi cũng quyết định là cái đối tượng như thế này thì phải xử lý và đưa ra phía sau để tránh giải quyết. Thế nên tức là địch cũng kết hợp nhiều cái tình huống để mà nắm bắt ta, để mà quấy nhiễu rồi mà đánh phá ta. Nhưng thực chất ra mà nói thì ít nhiều chúng tôi cũng có những cái được học hành rèn rũa trong quân đội, nên có những cái kinh nghiệm mà cha anh để lại, những cái bài học cũ của bậc đàn anh ông cha, thì chúng tôi cũng vận dụng vào đó để thực hiện cái nhiệm vụ mà tôi nghĩ là những cái đó là cái hoàn thành nhiệm vụ tốt. Cảm ơn anh Đức. Khi mà trong cái chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1919 thì lúc đấy là cái vai trò và cái nhiệm vụ của anh Đức là gì trong đơn vị? Lúc tháng 2 năm 1919 thì bản thân tôi là cán bộ trung đội trưởng tăng cường, gồm có hỏa lực 82, hỏa cối 82, và cối 60 và đại liên và 12 ly 7, một trung đội tăng cường.
Cái anh việc... là trung đội trưởng. Vâng, tôi là trung đội trưởng. Trung đội trưởng là tăng cường là từ đâu, tăng cường cho đâu? Cái này thì việc này là chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, có lúc thì thực hiện nhiệm vụ của cấp đại đội, có lúc thì trực tiếp của cán bộ tiểu đoàn, và cũng có lúc trực tiếp nhiệm vụ của trung đoàn trưởng. Vâng. Để thực hiện luồn sâu về chia cắt địch và tìm địch mà đánh. Và đó chính là câu chuyện mà tôi muốn anh Đức chia sẻ hôm nay. Bởi vì thực ra từ lúc đến giờ nghe thì những cái câu chuyện của anh Đức rất là, mặc dù nó cũng nếu như lần đầu mà nghe về về biên giới, chiến tranh biên giới thì thấy nó cũng, nó là cái, nó cũng gọi là khá đặc thù, nhưng nó lại chưa thể hiện được cái chính là cái trung đội hỏa lực của anh. Và thực ra là hôm nay thì em muốn được nghe câu chuyện của trung đội hỏa lực, nhiệm vụ của anh và đơn vị của anh, chứ không phải là cái nhiệm vụ của trung đoàn hay tiểu đoàn. Vâng, thực chất ra mà nói thì sau khi về nhận nhiệm vụ của đơn vị, bản thân tôi thì được nhận cái nhiệm vụ, được giao nhiệm vụ là một trung đội tăng cường. Đấy. Và thực tế là nhiệm vụ chủ yếu là đánh chia cắt địch để giảm sức ép cho các cái phạm vi chốt của đơn vị. Tất nhiên là trong đó là có cả các cái hỏa lực của cấp trên và cả các nỗ lực của các cái đơn vị phòng ngự tại chỗ. Thế bản thân chúng tôi thì là thực chất là đấy, cũng như là đã nói từ ban đầu là nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ đấy, chính là đánh chia cắt địch và tìm địch mà đánh. Đấy là cái tư tưởng xuyên suốt trong quá trình, cả một quá trình, trong quá trình mặt trận. Thế thì thực hiện cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi cũng bàn nhau và cũng tranh thủ cái sự chỉ đạo của các cấp trên. Đấy. Tùy theo tình huống từng nhiệm vụ, tùy theo từng mục tiêu của từng trận đánh, và chúng tôi xác định cái nhiệm vụ để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Thế cũng như nói chuyện đó, trên cơ sở thì chúng tôi còn đi đếm địch, chúng tôi còn đi trinh sát các cái địa hình, để lên chúng tôi còn bắt được cả cái người mà đi dẫn quân Trung Quốc để luồn lách vào đánh vào phía sau của chúng ta. Đấy, bí mật. Em vẫn muốn nghe những cái trận đánh cụ thể của trung đội đấy. Đánh trận thể cụ thể thì trận thứ nhất là ngày 17 tháng 2, trong cái quá trình phòng ngự ác liệt mà cái hỏa lực ban đầu, cái sức ban đầu mà nó gây sức ép cho cái tiểu đoàn 1, cụ thể là cái đại đội 1, đồng chí Trần Đôn An làm đại đội trưởng. Đấy, khi nhận nhiệm vụ chúng tôi xuống đấy để nắm địa hình và chia cắt. Đấy. Đánh vào trung tâm đội hình của địch để giải tán, đánh vào các cái trận địa pháo của địch, đánh vào cái lực lượng phía sau của địch, để trên cơ sở đó là đơn vị phía trước ta phòng ngự nó sẽ giảm sức ép đi. Đấy là cái trận đầu tiên. Đấy. Cái trận thứ hai là cái trận chỗ bó tờ. Đấy. Chúng tôi là bên kia là bên bờ sông. Đấy. Cái mía phía quân địch là bên bờ sông, bên mình là bên cái địa hình là đồi mía và đồi núi cao. Đấy. Địch trần theo quốc lộ lên thì chúng tôi đánh cắt ngang đội hình địch. Đấy. Chia cắt đội hình địch ra. Đấy. Để giảm cái sức ép cho địch hành quân. Đấy. Tiếp tế rồi thì hành quân đưa hỏa lực, xung lực các thứ lên gây sức ép cho ta. Cái trận thứ ba là địch đã chiếm, chuẩn bị chiếm vào đến thị trấn Phục Hòa, chuẩn bị chiếm vào cái đồi nghĩa trang đầu tiên của cái chân của Khâu Chìa, là bắt đầu điểm đầu của đèo Khâu Chìa. Thì chúng tôi từ Bắc Bó, bản Bắc Bó, từ Bó Tờ cách đường quốc lộ mà địch triển khai đội hình ấy, thì khoảng tầm 50 đến 150 mét. Chúng tôi khi địch tấn công lên thì chúng tôi chia cắt đội hình của địch tại đó. Mà trận ấy thì chúng tôi vào hôm 22 là chúng tôi hy sinh mất một trung đội trưởng chuẩn ý anh và một chính trị viên đại đội, đại đội phó chính trị viên anh Hiền. Đấy, thì trận ấy chúng tôi cũng thiệt hại và thương vong một số, nhưng cái nhiệm vụ là ngăn toàn bộ lực quân địch là không lấn chiếm lên được cái đồi nghĩa trang, mà trên thực chất bản chất anh em phòng ngự trên đồi nghĩa trang cũng không rời vị trí, ở vị trí nào bởi vị trí, thậm chí có đồng chí là hy sinh rồi thì một mình đảm nhiệm hai mai súng để chống trả lại quân thủ, quân địch. Đấy thì theo và một trận ngày 24, tức là ngang đồi 24, là chúng tôi là một là tổ chức một cái lực lượng B-40 B-41 đuổi xe tăng địch đánh,
từ chân Khâu Chìa và đến đỉnh đèo Khâu Chìa. Đấy, cứ đuổi theo mà xe đang lên lục cái dây lên khoảng 24 cái để giảm sức ép phía sau, vì mục đích của địch là dùng xe tăng chọc sâu. Trên xe tăng ấy là nó mặc cái áo lưới, áo cước, sau quân và trang thiết bị của quân, mỗi một xe nó chở khoảng tầm chục trên một chục là bám sâu để chọc sâu ở phía sau. Thì trên dòng đường này chúng tôi đuổi đánh, và khi đánh thì là cái quân ở trên xe tăng là nó rụng xuống, nhưng mà không phải nó rụng xuống mà nó là nhảy xuống. Thì trên cơ sở đó chúng tôi lại phải tiêu diệt và cũng thu được một quả AK băng cấp đấy. Đấy, và sau này thì thêm vào cái việc cuối cùng là cái việc khi địch chiếm được đồi 24, cái đơn vị là đưa một cái tiểu đoàn 2 vào để tái chiếm lại, thì chúng tôi là cũng là thực hiện cái nhiệm vụ ở bên sườn. Đấy. Khi địch tấn công lên thì chúng tôi là cũng đánh cắt ngang sườn đấy, và giảm được phía sau nữa để địch không thể tiến kìm bước quân của địch tiến lên đấy, phía trước. Thế vào cuối cùng vào ngày 26 là chúng tôi nhận cái nhiệm vụ là đánh chiếm tái chiếm lại 300, thì mất 300 rồi để tái chiếm 300. Khi chúng tôi đang làm công tác chuẩn bị, lúc ấy là cuối cùng là chung đội tôi lúc ấy là tất cả là tập trung vào và trang thiết bị hỏa lực là gom góp vào đấy, thì là có xung lực tức là con người thì còn 61 đồng chí. Thì sau khi chuẩn bị triển khai đi trinh sát rồi, chuẩn bị triển khai thì được lệnh của trung đoàn trực tiếp, lúc ấy là đồng chí Hư Kính, là về căn cứ vào cái tình hình nhiệm vụ thì chúng ta phải đi bổ sung lực lượng rồi bổ sung trang thiết bị. Thì chúng tôi nhận nhiệm vụ là ra ngoài để nhận thằng cái bữa do không quân, do trực thăng mà chở vận tải hậu cần đến. Đấy, cũng như là lúc đầu tôi đã nói, sau khi nhận cái lựu đạn, súng đạn, tất cả mọi thứ thì chủ yếu là anh em là lấy vũ khí, chứ còn quần áo mới chứ các thứ thì anh em hầu như là mang được cái gì thì mang, nhưng ưu tiên nhất là vẫn là mang vũ khí. Đấy, để vào sau đó chúng tôi lại quay trở lại Phục Hòa. Đấy, và không chốt trận ở đấy, sau này là hoàn thành cái nhiệm vụ để bàn giao cho đơn vị khác thì chúng tôi là ra vị trí Cao Bằng, thị xã Cao Bằng. Và ra vị trí xã Cao Bằng này thì là chúng tôi được nhận cái nhiệm vụ là phòng ngự phía nam của thị xã, tức là phía này đây này, vị trí này chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ đấy. Cái trung đội của anh thì có bao nhiêu người anh Đức? Trung đội của tôi lúc ấy là biên chế là cứ 12 người, 9 người thì vào, và các cái lực lượng tăng cường nữa vào hơn 40, gần 40 kể cả hỏa lực, gồm có cối 82, 12-7, cối 60, đại liên, Kalashnikov. Thế và riêng cá nhân tôi ấy thì hai khẩu, một khẩu M79 và một khẩu ấy. Anh em nó cứ nói đùa bảo này, chỗ nào mà gần các thứ mà nó khuất quá thì mày phải cóc đi nhá. Và ở được rồi, nhìn gì phải cóc. Thế nên thì trên người lúc ấy chủ yếu là đạn M79 và một khẩu M79. Thế anh em chiến đấu thì luôn hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của anh em. Có một cái câu chuyện là trung đội của anh mà luồn trong rừng mía, trong vườn mía. Như hôm qua đi thì em thấy là cái mình gọi là cái gì, ruộng nhỉ, ruộng mía. Vâng. Mía bà con trồng khá là nhiều. Vâng. Mà có một cái câu chuyện em nghe anh em kể. Anh em kể là trung đội của anh ấy còn đuổi nhau với xe tăng của Trung Quốc ở trong những cái ruộng mía, thì hư thực nó như thế nào ạ? Cái việc kia là như thế này, sau khi mà giảm cái sức ép cho đại đội 1 thì chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thì địch tập trung tất cả các loại hỏa lực về kể cả xe tăng này, vào để đánh chiếm đồi Độc Lập, đồi Đầu Gà, ngã ba đi hướng đi Cát Linh, một hướng đi Phục Hòa. Đấy. Trên cơ sở đó thì chúng tôi là đánh chia cắt. Thì bây giờ nhiệm vụ đấy trên phòng ngự thì nó có ở một cái phạm vi nhất định. Thế còn bọn tôi cơ động ấy, thì để phải lợi dụng cái địa hình địa vật và chọn cái mục tiêu nào để đánh, để giảm sức ép cho trên. Thì cái đó thì sau khi triển khai nhiệm vụ thì chúng tôi là phân công đấy, là đơn vị là dùng B-41 các thứ đánh tăng.
Đấy. Cối 60 đánh bộ binh và cối 82 thì đánh vào cái các cái trận địa pháo cối của địch. Đấy. Thế còn cái lực lượng xung lực của địch thì hầu như lúc kia là địch không thể lên được. Thế thì chúng dùng xe tăng để xông lên. Đấy. Lao lên. Lao lên thì chúng tôi cũng có một cái ý định là trên cái cơ sở địa hình này thì những cái bãi mìn của ta ấy, tức là địch từ bên kia từ nhà máy đường đồi cốc khâu lên là triển khai đội hình, có lúc thì 3 chiếc, có lúc 5 chiếc dàn hàng lên, thì trên cơ sở đó là chúng tôi bảo triển khai đội hình là vào các cái vị trí mà chúng ta đã cày mìn chống tăng đấy. Đấy, thì hình như là địch cũng biết được rằng là chúng ta đã cày mìn chống tăng ở đấy rồi. Thế thì địch không dám vào. Thế thì địch không đóng bài thì địch đứng ở ngoài chạy vòng quanh ở ngoài để tạo cái sức ép bằng âm thanh rồi từng tiếng pháo các thứ, thì chúng tôi cứ ở những cái địa hình, lợi dụng cái địa hình của cái vườn mía cái đó để chúng tôi là chia cắt cái đội hình xe tăng của địch bằng súng B-41. Thế và nếu có xung lực thì chúng tôi dùng cối 80, cối 60. Đấy, cối là mai. Thế và chúng tôi quần hào ở đấy thì anh em lúc ấy là cứ lợi dụng địa hình các bờ ruộng mía này giữa các thứ ở đấy triển khai, nhiều khi pháo phải đặt nằm ngang ra có khi làm đấy, bởi vì khi vào kia rồi thì địch cũng không dám vào nữa đấy. Thế là trong một ngày hôm ấy thì coi như là địch cũng không tiến lên được, nên mà đơn vị thì cũng coi như là trong cái điều kiện như thế thì chúng tôi xác định là chúng tôi cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Thế và khi đói thì chúng tôi ăn mía. Đấy. Thế và cũng như vừa đầu nó nói, khi dọc đường đi trinh sát dọc đường rút quân để đảm bảo chuẩn bị cho cái trận đánh mới ấy, thì ăn cơm của dân là nắm cơm các thứ là để ở các cái dọc đường đấy, các thứ đấy để chúng tôi ăn để thực hiện cái nhiệm vụ chung của đơn vị. Khi tối thì như vậy là theo như em hiểu ấy, thì ban ngày đánh rồi nhưng mà cũng có ý định là tối là gọi là đột kích địch. Nhưng mà qua trinh sát thì thấy là nó tản mát và nó rất là đông, cho nên việc đánh thì thứ nhất là không hiệu quả, thứ hai là kém an toàn. Cho nên các anh mới chuyển qua là không đánh đêm nữa mà chỉ đánh ngày. Với một cái lực lượng địch nhiều như thế, đông như thế, mà một trung đội với như lúc nãy anh nói là trên dưới 40 tay súng được trang bị rất tốt, thì em nghĩ rằng là cái việc mà đánh bọn nó một cái lực lượng chênh lệch thì cũng khiến cho cái thần kinh ấy, tư tưởng ấy nhiều khi nó cũng không được vững. Thứ hai nữa là cái mình cơ động sẽ không thể nhanh được với một cái đội hình tới 40 người. Giả sử như là có 5-6 người thôi luồn lọt thì đánh thì em nghĩ là nó sẽ dễ hơn. Thì như thế, với những cái tình huống như thế thì nó yêu cầu là người chiến sĩ, những người chiến sĩ trong trung đội anh phải có một cái tư tưởng rất kiên định và cũng rất là gan dạ dũng cảm. Thì khi mà người ta lấy cái trung đội đó để làm nhiệm vụ ấy thì người ta lấy trên cơ sở là một cái trung đội có sẵn, hay người ta thành lập một đơn vị mới, một trung đội mới, lấy những thành phần có cái đạt cái yêu cầu từ các cái trung đội khác, đại đội khác vào. Khi nhận nhiệm vụ này thì đơn vị một cái trung đội có sẵn của đại đội 9 và trên cơ sở đó thì tăng cường cái pháo 82 là tức là của tiểu đoàn, pháo 82. Thế và cái đại liên là của một cái A hỏa lực của đơn vị. Thế và cái 12 ly 7 là cái kia là phạm vi là của trung đoàn tăng cường cho, cái kia nó là trực thuộc của trung đoàn. Thế thì ghép vào ấy thì như vậy là thực tế là biên chế của nó là phải 12 người một trung, một tiểu đội, một trung đội của nó là phải 38 người. Đấy, và 2 GA tăng cường nữa thì nó vào khoảng trên gần 60 với đúng đi, nhưng mà thực chất quân số của mình không đủ. Đấy, thế cho nên là cái mang vác trang bị rồi mang vác vũ khí hầu như anh em phải ưu tiên cái đó. Đấy, thế khi về đơn vị thì xem nhiệm vụ trong rất chốc lát thôi. Đấy, vì chiến tranh nó xảy ra rất gấp. Thế nhưng mà anh em ấy thì cán bộ chiến sĩ
thế rồi đồng đội với nhau, thì hầu như là cũng như ban đầu tôi nói là đã được giáo dục, đã được rèn luyện rất là cặn kẽ. Khi vào thực hiện nhiệm vụ là anh em nắm bắt được ngay đấy, tinh thần kết hợp với lại các cái tiểu đội trưởng rồi các cái khẩu đội trưởng là người ta cũng được cơ bản đấy, và cũng được ngoài anh em chỉ cần thống nhất với nhau là tinh thần là như thế. Nhưng mà cái người chỉ huy người ta phải trực tiếp mà và thực sự sâu sát cùng với người chiến sĩ. Nhưng mà thực tế anh em chúng tôi đi là cùng lứa với nhau năm 75, nhưng mà có người thì làm cán bộ trung đội, có người thì làm cán bộ tiểu đội, nhưng có người vẫn là chiến sĩ. Nên là cái tình cảm rồi thì các thứ ngoài cái vấn đề thực hiện nhiệm vụ chung ra là cái mục đích chung, thế còn lại thì là hầu như là trong cái quan hệ thực hiện cái nhiệm vụ anh em cực kỳ hiểu nhau, cực kỳ hiểu. Chỉ cần nói vị trí của mày đảm nhiệm từ đây đến đây và nhiệm vụ của số này đảm nhiệm từ đây đến đây, trong khi đó là phải liên lạc với nhau và quan tâm mà xem phát với nhau, thế cho nên cái thương vong nó cũng cực kỳ ít và cái hiệu quả này nó cực kỳ cao. Và thực chất về cái đơn vị của chúng tôi thì là cái anh em mà lính 76, 77 là ít thôi, còn chủ yếu là anh em 75 mà cũng đã được tôi luyện, đã được rèn luyện rồi, thế cho nên là cực kỳ hiểu. Nhiều khi là chúng tôi cứ nói đùa bảo mày bây giờ là chiến sĩ nhưng mày giao cán bộ để đội mày còn làm được. Thế nói đùa, nhưng anh em nó thực sự là có cái chất người lính và có cái máu của người lính chính quy đấy, chứ không phải mà thực chất thì chúng tôi là bộ đội địa phương thôi, nhưng mà vào cái thực hiện nhiệm vụ thì nó mang tính chất là cực kỳ hiện đại, cực kỳ chính quy. Chẳng qua là trong quá trình điều kiện lúc bây giờ nó thực hiện đấy, còn chúng tôi thì đúng không có một ai bỏ ngũ đảo ngũ bị thương đưa ra ngoài, hy sinh đưa ra ngoài đấy. Còn trong quá trình từ đầu trận mạc cho đến cuối trận mạc thì không có một ai gọi là có cái tư tưởng đảo ngũ này, hoặc là có cái tư tưởng chạy ngắn chạy dài, về đó không có. Khi về thì sau một trận đánh, trước trận đánh, trong trận đánh, sau trận đánh, chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau và kiểm tra. Về thực tế cái địa hình ở đấy liên lạc với nhau rất khó. Thế nhưng mà nghe tiếng súng, thế rồi khi về vị trí tập kết là anh em chúng tôi là vẫn kiểm tra nhau và tiếp tục động viên nhau. Nhiều khi là anh này còn thích khẩu súng này, anh kia thì thích khẩu súng kia. Nếu mà giữ không cẩn thận nó còn ăn cắp lộn của nhau để mày đi đánh địch. Đấy, nó là như thế. Thế là đúng là anh em đi ngủ, mà ngủ có phải là gì đâu. Chúng tôi ngủ là ngoài cái vấn đề hậu cần đảm bảo cho rồi thì chúng tôi ngủ ấy thì là cũng phải canh gác, phân nhau canh gác. Mà anh gác anh ngủ mà sợ mất súng là phải ôm súng thật chặt vào người. Đấy, súng đạn thứ cứ như thế là ngủ. Đến giờ là bắt đầu là đi thực hiện nhiệm vụ là đồng loạt chúng tôi đi hết, chứ còn không có ai gọi là có cái tư tưởng chán nản, không có ai có cái dao động tư tưởng này kìa. Xác định cái nghĩa vụ bảo vệ từng đất đất của Tổ quốc là cái nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao cho, trong đó có gia đình mình. Thế cho nên là chúng tôi là rất thực sự là lúc chiến đấu để bảo vệ từng miếng đất này, chúng tôi thực sự là vô tư, thực sự là trong sáng, không có một cái gì gọi là gợn lên gọi tiêu cực hoặc là cái nọ thế kia. Mặc dù là có hy sinh, có gian khổ, có đói khát, có rét mướt, nhưng mà tôi dám khẳng định một điều là một cán bộ chiến sĩ của đơn vị là từ đầu trận đánh cho đến lúc kết thúc trận đánh, cho đến lúc rút kinh nghiệm, không có một cái tư tưởng lệch lạc nào khác, nguồn quan điểm thực hiện nhiệm vụ. Đúng là một cái đơn vị tuy nhỏ nhưng rất là mạnh. Em muốn hỏi anh Đức là trung đội của anh thì khi sau hết cái cuộc chiến tranh đấy thì hy sinh nhiều không, anh Đức có nắm được không? Đơn vị của tôi thì thực tế sau khi anh em nó đi bị thương, nó ra ngoài phía sau, thế là cái người trực tiếp mà hy sinh ở chợ chiến trường ấy, thì các đơn vị bạn là cùng sát cánh với chúng tôi là bị nhiều, trong đó có cả chỉ huy chính trị viên của tôi đấy, tức là anh Hiền hay là anh một anh trung đội trưởng nữa chuẩn bị, thì và một hai chiến sĩ, nhưng mà ra phía sau thì trong tổng kết cả một cái trận đánh 12 ngày đêm ấy, chúng tôi mất khoảng tầm 4 chiến sĩ.
cái trung đội của anh Đức thì ai là người chỉ huy chung, cái trung đội tăng cường đấy? Trung đội trưởng tôi là chỉ huy chung, anh tôi là trung đội trưởng. Tức là trung đội trưởng của cái trung đội cơ sở. Vâng. Và sau đó người ta tăng cường về cái trung đội đấy. Vâng. Và anh là người chỉ huy chung. Vâng. Và em muốn biết một ngày của cái trung đội đấy như thế nào. Ví dụ như là ở buổi sáng thì các anh giao nhiệm vụ. Em nghĩ là như vậy. Nghĩa là để cho anh dễ trả lời mà. Tức là buổi sáng thì các anh, theo em hiểu, sáng dậy ngày kia xong rồi giao nhiệm vụ phân hướng rồi tỏa đi đánh, và đến tối về hẹn nhau ở một điểm nào, liệu có phải như thế không? Cái nhiệm vụ này thì cái trung đội của tôi thì đặc thù của nó là mang tính chất cơ động, nên trang thiết bị này các thứ này đều phải gọn gàng, phải đủ về đảm bảo cho một trận đánh. Thì trước khi đánh một trận nào đó thì chúng tôi cũng được là giao nhiệm vụ từ cấp bộ đội tiểu đoàn. Giao nhiệm vụ là nhiệm vụ đợt này là ta phải cắt quân địch ở vị trí này để giảm sức ép cho chốt của chúng ta, ví dụ như thế. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi, trên cơ sở nhiệm vụ đó thì chúng tôi bắt đầu là triển khai nhiệm vụ. Triển khai nhiệm vụ thì người chỉ huy và với đơn vị các cấp dưới nữa trong đơn vị chúng tôi bàn bạc với nhau, thậm chí là các mũi đến tổ 3 người để chúng tôi cũng thống nhất bàn bạc để thống nhất. Người chiến sĩ đó còn nắm được là cái nhiệm vụ chung của đơn vị và hiểu biết sơ bộ về cái nhiệm vụ cấp trên nữa. Đấy, thế và cái chi tiết cụ thể nhiệm vụ là cực kỳ quan trọng của từng mũi từng hướng. Đấy, và trong các công tác hợp đồng ấy thì phải cực kỳ chính xác. Kể cả anh là như thế nào đó thì đến cái vị trí nào đó thì anh phải có cái thông tin. Đấy, thông tin thì và nắm bắt, và trong quá trình nó có xảy ra các cái tình huống phát sinh ngoài cái dự kiến phương án của mình thì cũng lập tức là báo cáo trao đổi để cùng bạn bạn thống nhất cái quan điểm làm như thế nào đó để hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu chính là hoàn thành cái nhiệm vụ của trên ra. Đấy, thế cho nên là anh em ấy thì cũng được bàn bạc, anh em chiến sĩ cũng được bàn bạc. Tôi đảm nhiệm chỗ này, súng của tôi là loại này, bắn đến đâu, ở vị trí nào. Đấy, thì nó phải chi tiết cụ thể như vậy. Đấy. Thế và bên cạnh, bên phải anh là ai, bên trái anh là ai, đằng sau anh là ai. Thế khi sự việc nó xảy ra thì các mũi nghe tiếng súng thì cũng đã là biết là à, thằng này vẫn còn, thằng này chiến đấu với quân kiểu. Đúng, tiếng súng này là tiếng súng của nó rồi. Đấy. Tiếng súng này là tiếng súng của thằng A, thằng B rồi. Thế để cái đó thì chúng tôi là thực sự là hiểu nhau, thực sự là chắc chắn là yên tâm. Đấy. Thế cho nên chúng tôi dám đánh, chúng tôi quyết đánh và chúng tôi thực hiện đánh. Đấy. Trung đội tăng cường của anh Đức thì nó bắt đầu thành lập từ cái khi nào? Tức là bắt đầu có cái trung đội tăng cường ấy từ khi nào? Và khi nào thì nó được giải tán, các cái bộ phận tăng cường ấy, người ta trở về đơn vị cũ của người ta? Khi thực hiện nhiệm vụ, tức là đúng vào ngày 17 tháng 2, thì đơn vị chúng tôi là được tăng cường. Nổ ra súng chưa? Bắt đầu đến đầu tiên, thì mà bởi vì cái tiền tiêu phía trước, tức là cái hôm qua cho cái cửa khẩu, trên cửa khẩu Tà Lùng đấy, là địch ở bên kia sang, để bên kia sang ngỏ ba hướng về. Đấy. Mà cái tiểu đoàn 4, đại đội 1, đại đội 2 mà phòng ngự ở cái phía trước đấy thì là chịu sức ép đầu tiên. Đấy. Từ xe tăng, pháo binh rồi xung lực của địch nên là rất nhiều, rất đông ở đấy. Thế nhưng là ngày 17, đêm 16 và ngày 17 là sáng 17 là tôi được trang bị rồi, mà khoảng tầm hơn 6 giờ 17 để tôi đã gặp được, liên lạc được và gặp trực tiếp được đồng chí đại đội trưởng đại đội 1 để thực hiện cái nhiệm vụ ấy. Nhiệm vụ được giao từ đêm 16. Đêm 16 sang 17 là sáng chúng tôi đã có mặt ở dưới rồi. Đấy là phải tưởng, tức là trong cái thời gian rất ngắn, chốc lát thôi, chứ còn không phải là mình chuẩn bị trước thế này thế khác, giao nhiệm vụ xuống một cái, đưa lực lượng tăng cường xuống như ấy mà thực hiện nhiệm vụ ngay. Thì chúng tôi để thực hiện nhiệm vụ. Và đến khi nào thì cái trung đoàn đấy, cái trung đội ấy của anh nó hết cái nhiệm vụ cũng như là hết cái tăng cường các cái phối thuộc, người ta quay trở về? Đến ngày 28 tháng 2, tức là chúng tôi... Tức là chính là 12 ngày đêm không chỉ? Vâng, đến cuối cùng là ngày 12 mưa vừa, chúng tôi là nhận một cái nhiệm vụ, tức là 26 chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh tiếp cái địa điểm 300, đổi 300 đấy. Đúng. Đấy, thì sau khi tôi và với anh Tần sau này làm đại tá lữ đoàn tăng thiết giáp, cái lúc kia là đại đội phó trinh sát, đi trinh sát lại địa hình. Khi về thực hiện
chuẩn bị thực hiện sang ngày 29 chúng tôi đánh ấy, thì 28 chứ không sang ngày nghĩa là 29 chúng tôi đánh, thế thì là mùng 1 anh ạ. Đấy, thì mùng 1 tháng 3 đấy thì nó là vậy, vào ngày 29 thì vào cái kia là vào là được lệnh của trung đoàn trưởng đấy là đi ra trực thăng, trước kia là đã đưa vào cái sân Quảng Hòa cái nên chúng tôi không nhận được ở đấy, mình bay không xuống được đấy, không đốt lửa đốt giữa các thứ lên thì chúng tôi không xuống được. Thế này đạn dược lúc bây giờ thì cái khẩu M79 của tôi là không còn viên đạn nào nữa, nhưng tôi vẫn cứ mang cái còn lại các loại vũ khí thì mà an toàn mang ra được hết. Cái còn lại cái ra bên ngoài này là tức là ra bò bầu Thạch An này này, một tháng đưa hàng xuống gồm có lựu đạn và trang thiết bị hậu cần đảm bảo ấy, thì chúng tôi ra lấy và nhận nhiệm vụ vào tiếp. Vào đến đấy thì cũng trong quá trình vào hành quân vào thì chúng tôi cũng là sau khi ra ngoài, trước khi nhận nhiệm vụ ở ngoài này ấy, lấy vũ khí trang bị tăng cường cho ấy, thì chúng tôi lại còn phải triển khai cái đội hình chỗ cầu Tà Lu Xin này này. Đấy, này để giải ép đánh quân Trung Quốc ở đấy, dùng có bắn tỉa rồi pháo giết các thứ của cấp trên nữa là thứ để giải ép cái không chỉ cái đường 3 này đấy, tức là cầu dưới Tàu Xin này này. Cầu Xin cách đây xa không anh? Cách đây 22 cây số. 22 cây. Đi đường 3 ấy. Thì trong cái lúc chờ đợi để lấy cái kia thì chúng tôi là lại phải thực hiện cái nhiệm vụ nữa. Thì khi lấy toàn bộ vũ khí trang bị các thứ vào ấy, về đi theo người vào tiếp Phục Hòa. Đấy, thì mục đích là bây giờ quay lại Phục Hòa. Đấy, thì cái vị trí quay lại trận địa cũ đấy. Quay lại thì lúc kia là địch cũng bắt đầu rút rồi. Thì ý đồ để chắc là ý đồ cấp trên là phải khóa vào đánh cho nó một trận đã. Thế nhưng mà thực chất ra là sau thì nhận cái lệnh là mở để cho Trung Quốc về. Thế thì sau đó thì chúng tôi là cũng là đơn vị bắt đầu tách ra, bắt đầu là tách ra. Sau khi đơn vị bạn vào nhận nhiệm vụ ở đấy thì thay cho chúng tôi ra ngoài. Ra ngoài tức là ra ngoài còn dừng ở cái chỗ hôm qua đèo Mã Phục ấy. Tôi nói là tôi đang ở trên cái 964 kia đấy. Đơn vị chúng tôi ở trên đấy không bắt đầu để triển khai. Mà nhìn sang bên Trung Quốc bên kia là hướng Trà Lĩnh đấy. Đấy, cửa khẩu Trà Lĩnh đấy. Thế thì sau đó là quay về đây. Về đây thì bắt đầu là tôi đi học. Đấy, coi như lúc ấy là đơn vị cũng là giải tán ở trong cái phạm vi này. Anh cho em hỏi, khi mà ra Tài Hồ Xìn ấy thì có đánh nhau không anh? Tài Hồ Xìn đơn vị tôi còn được tham gia nhưng mà đánh nhau ở chỗ Tài Hồ Xìn. Cái mé bên này đánh tạt sang Tài Hồ Xìn để giảm sức ép cho cái trung đoàn 852 thành lập năm 78. Đấy, nhưng bây giờ cái đơn vị kia nó cũng giải tán rồi. Giải tán hết rồi, không còn phiên hiệu nữa. Nhưng mà cái trung đoàn 82 bây giờ thỉnh thoảng nó tổ chức kỷ niệm và giết các thứ thì nó cũng vẫn hay, anh em vẫn giao lưu với nhau, với thế trẻ và thế này già vẫn hay liên giao lưu với nhau. Đấy, sau đó có nghĩa là cũng đánh nhau ở Tài Hồ Xìn, cũng đánh nhau ở Tài Hồ Xìn, đánh nhau xong rồi mới vào đi lấy vũ khí. Vâng, lúc kia là trên đường vào lấy vũ khí thì là thì phải tạt vào đánh đi nhau đến đâu ấy. Cái đặc thù của đơn vị là đi đến đâu ấy thì đơn vị đi trước thì đơn vị đi sau, phải bên phải bên trái, đằng trước đằng sau. Đấy, thế khi vào đến đấy thì nếu mà địch ở bên ngoài này giả mà nó chọc vào ấy thì là không được. Mà gặp địch ở đấy mà cái trung đoàn 852 đang chiến đấu đấy, chúng tôi tham gia chiến đấu ở đấy luôn. Thế để mà đấy. Thế sau đó là một hôm thì chúng tôi lấy vũ khí các thứ vào thì cái trung đoàn 852 nó cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nó cũng tiến vào thì chúng tôi bắt đầu lại tiếp tục tiến theo cùng nhau vào. Lúc đấy là bắt đầu vào và biên giới luôn. Vâng, vào con Phục Hòa. Đây vào chỗ hôm qua, vào bây giờ lùng đấy, vào vị trí trận địa cũ. Vâng, quay trở lại trận địa cũ. Vâng. Nhưng mà rồi là có lệnh là không đánh nó nữa mà vâng, tha cho nó về. Không phải là tha vào cái trên thế là thôi. Bây giờ em hỏi thật là mặc dù là có lệnh là không đánh nữa, không khóa đuôi, nhưng mà em có đánh không? Thực chất lúc bây giờ thì trong khi đó thì còn dân của mình nữa. Cái lực lượng mà nó bắt dân của mình ấy trà trộn vào đấy. Thế thì chúng tôi cũng nhận lệnh cấp trên như thế và dân như thế. Thế thì cuối cùng là nó không mang dân về bên kia được nữa thì nó để lại. Thì trên cơ sở đó chúng tôi bảo nếu mà bây giờ đánh ấy thì thiệt hại đến dân mình. Thậm chí có dân cả thị xã này nó đã đưa vào đến trong ấy rồi. Đấy, đưa vào đến chỗ Phục Hòa mà chú trước kia hôm qua anh em nhìn đi qua. Dân làm lá chắn. Một dân ở đấy bây giờ thực chất trên nói như thế nhưng mà nó thực chất nếu mình đánh thì là ảnh hưởng đến dân mình, thế là mình không bảo vệ được dân. Thế sau khi vào tiếp xúc với dân bảo là như thế nào
thì dân mới nói là chúng tôi, nó bảo bây giờ cho dừng ở đây thôi, ở đây. Thế mà khi nào có tiếng nổ giữa các thứ thì coi như là an toàn. Đấy, tức là sau khi nó rút thì nó phá giữa các thứ lung tung cả. Thứ nó giật cầu đi. Nó phá này, giữa nó khó phá thể cơ sở này của mình, cái cơ sở kia của mình. Thế khi tôi trong cái khoảng cách thì chúng tôi bảo tiếp cận vào với dân thì dân nói một điều như thế. Thì lúc ấy chúng tôi cũng suy nghĩ về cá nhân mình, đơn phương độc mã ngoài mình có thể đánh, thế nhưng mà thực chất ra mà nói thì cái dân của mình mà bị chúng nó bắt đấy, nó mang ra đến cửa biên giới các thứ đấy, thì còn thậm chí có dân thị xã mình này còn đưa vào, nhưng mà còn các cái lực lượng khác không biết. Còn sau này vào triển khai đội hình xong rồi cái lực lượng dân kia thì đưa ra đằng sau để cụ thể như nào cái công tác kia là đằng sau làm việc để tinh thần nó như thế. Anh ở lại quân ngũ bao lâu thì giải ngũ? Tôi ở đây sau đó là đi học xong về làm là cán bộ đại đội, xong rồi bắt đầu là tháng 3 năm 1985 thì đơn vị chúng tôi cũng là của cái trung đoàn 567 được điều động sang quân khu 2 mang phiên hiệu 982 của sư đoàn 313 thực hiện cái nhiệm vụ ở mặt trận Vị Xuyên. Tức là cái trung đoàn 567 cũng lênh đênh nhỉ? Vâng. Sang bên kia là 313, bây giờ quay về đây hình như là 322 hả anh? Khi về đơn vị ở đây, sư đoàn đây là gọi 322, nhưng cái sư đoàn bây giờ là giải tán rồi, cái con đoàn 26 giải tán rồi. Thế giờ là? Bây giờ là cái trung đoàn 567 là nó là đơn vị anh hùng. Vâng. Thì nó nằm trong cái đội hình của sư đoàn 346. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn có khung để huấn luyện lực lượng dự bị và cái sĩ quan dự bị. Tức là cũng trải qua 3 sư đoàn đấy. Vâng. Trước nguyên là của tỉnh. Trước kia là 304. Có cả 304. 304 B lúc đầu. Sư đoàn 325. Vâng. Đấy, sư đoàn 325. Sau đó là sư bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng. Xong đó là sư đoàn 322, xong về sư đoàn 313, như vậy là khoảng 5-6 sư đoàn đấy. Cái khi mà mấy chị ở phòng nói chuyện, em cứ chóng cả mặt. Kết cục là không hiểu là cái trung đoàn của anh là nó như thế nào. Vâng, cái đơn vị đó. Hết đơn vị này đến đơn vị kia. Vâng. Là như vậy là chúng ta vừa nghe một trung đội trưởng, nhưng mà là một trung đội cũng rất là đáng nể. Nhưng mà câu chuyện của anh thì em thấy nó cứ chung chung. Vâng, nó cứ chung chung ấy. Anh có thể kể một cái trận đánh nào đó mà nó đừng có những cái như là trên cơ sở này cơ sở kia, và nó thẳng luôn là bắn như thế này bắn như thế kia. Mình vào rồi mình xếp quân như thế này, rồi xếp quân như thế kia, ví dụ thế. Để nói cái việc này thì tôi suy nghĩ là cái hoàn thành nhiệm vụ thì không phải là riêng người chỉ huy, mà nó thuộc nhiều yếu tố, trong đó là cán bộ chiến sĩ. Nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Trên thực chất trong người chỉ huy ấy, với cương vị ấy, ví dụ như là đánh cái trận trước cửa Phục Hòa ngày 22 thì chúng tôi gồm có là pháo cối 82 đại liên Kalashnikov một khẩu, 12 ly 7 một khẩu, cối 60 ba khẩu, và trung liên đại liên và AK kèm theo, biên chế một trung đội tăng cường. Thế để đánh cái quân Trung Quốc mà lên tiền đều đầu tiên cái điểm nghĩa trang của Mớm và đèo Khâu Chỉa đấy, thì chúng tôi là có những mẫu đánh tạt sườn. Sau khi phân công nhiệm vụ là lấy tầm hướng cho pháo, tầm nào là tầm bắn của pháo 82 bắn vào đâu, tầm nào là tầm của 12 ly 7 bắn vào đâu và sẵn sàng phòng không, tầm nào là tầm của cối 60, thì thực tế cối 60 thì đánh trong tầm hiệu quả nhất thì nó chỉ khoảng tầm 500m 800m là hiệu quả nhất. Đấy. Ở Đại Liên thế, tầm 300m, 350m, trung liên, AK tầm 120m, 150m.
Đấy là những cái tầm hiệu quả nhất về cái thuốc, về cái vũ khí trang bị cho đơn vị mình, căn cứ vào đấy thì để mình giao nhiệm vụ cụ thể chứ không lãng phí. Thế trong quá trình trận đánh ấy thì Trung Quốc lên buổi sáng tờ mờ sáng còn sương mù, Trung Quốc lên đánh đồn Nghĩa Trang bằng ba hướng, lực lượng thì không thể đến được. Đấy. Chúng đi từng lớp và thổi kèn cứ toe toe thế này, là mà cứ mỗi một tiếng kèn thế này là cho nó lao lên, trong khi đó âm thanh cái âm thanh giả của cái xe tăng kia ấy nó cũng gầm rú. Thế thì trên cơ sở đó thì cũng động viên các mũi các hướng là phải thực sự bình tĩnh, nhiệm vụ được giao ứng dụng vào các cái loại súng của mình làm cho nó, nếu mà bộ binh địch thì phải để thật gần 100 đến 150 mét, khi được lệnh thì mới bắn. Ví dụ như có đồng chí mà còn ham bắn quá như đồng chí Long bây giờ hiện tại vẫn còn là ở Yên Bái, lúc kia là giữ một khẩu Trung Liên, khi đứng trên mỏm đó bắn tôi còn nói là bắn xong phải chuyển vị trí. Thế nhưng thực chất là cũng ham bắn quá, mà thực chất là địch đông quá cũng phải bắn. Thế là cái tay cầm khẩu Trung Liên như thế này, đây phía trước là cái mô đá à, như thế này, rồi bắn xong phải chuyển vị trí. Nhưng mà địch thì chỉ có dùng AK với dùng các thứ thì lúc kia là gần nhau rồi, thì bùi với nhau. Thế mà cuối cùng là cái khỉu tay nó thò ra cái mô đá này, nó bắn xuyên vào khỉu tay này. Đấy. Và lúc em nhỏ thì mà tao bị thương rồi, mà bị thương ở đâu, bị thương ở đây, phải giơ tay lên xem như thế nào. Là giơ tay lên, nhưng mà cũng rất may là sau này giám định thì nó vào cái khe này, một viên đạn vào khe này nhưng mà lại không mẻ tí xương nào, gọt qua cái này, gọt qua cái hõm này. Em vừa rồi cũng bảo là làm nâng cái hạng lên cho đồng chí, nhưng mà thực tế cũng chưa được. Thỉnh thoảng anh em chúng tôi vẫn gặp nhau, cũng trao đổi lại những việc. Thế thì cái trận đánh như mấy thì chúng tôi là mất một đồng chí Quyến, trung đội trưởng, chuẩn ý. Mất một đại đội phó chính trị, Hiền. Đấy. Thế và một số chiến sĩ khác nữa. Nhưng mà cái nhiệm vụ lúc bây giờ thì chúng tôi nói là không biết là diệt bao nhiêu địch mà kể, không thể đếm được. Để cứ đội cái mũ quần áo xanh, quần áo tô châu đấy, đội cái mũ xanh, có ông sao ở đây là đúng lính chính quy của nó. Mà cái hỏa lực của nó thì là đúng chính quy của nó, để trận chúng đánh cực kỳ hiệu quả. Cái đơn vị của tôi thì thương vong nó ít, nhưng cái bên cạnh tôi, tức là cái mũi mà đồng chí chỉ huy viên phụ trách ấy, lại bị hy sinh hơi nhiều hơn một chút. Đấy, đồng chí Hiền đấy, tức là mình đi trên cái trục đường này mà chỗ mỏm mà đồi Nghĩa Trang đây, thì đường quốc lộ mình xuống đây, thì bọn tôi bên này được. Đấy, giáp địch như thế, địch ở phía dưới thì chấn phục hòa lên, tục Mỹ sang, đấy, các linh về. Thế nên cái lực lượng của nó cực dày, từng lớp, từng lớp, từng lớp. Mà chúng tôi đánh rất nhiều lớp. Thế thì đơn vị tôi thì trong cái nhiệm vụ đợt đấy thì sau này thì cấp trên cũng là xét huân chương đấy, các thứ đấy, tính cho là hai trận địa pháo lên 120 tên địch, 4 xe vận tải trong cái việc mình thì cũng được báo cáo này, các thứ lên là nhận cái thành tích như vậy. Còn sau này quân đi chương như thế nào thì cũng chúng tôi không quan tâm, không để ý, chúng tôi miễn là chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thế thôi. Đấy, mà thực tế lúc ấy là thực sự phải bình tĩnh. Người chỉ huy mà cán bộ chỉ huy cấp các cấp, thậm chí đến người chỉ là tổ trưởng và người chiến sĩ, người ta thực hiện cái nhiệm vụ là cực kỳ chính xác. Thế cho nên là địch lên ở hướng này thì phía bên này chiến đấu, nhưng phía bên cạnh và được đảm nhiệm chi viện cái hỏa lực sang đấy. Thế đây cho nên là cứ đan chéo nhau thế này về vấn đề hỏa lực, và căn cứ cái địa hình để vật lên cái thương vong của chúng tôi lúc bây giờ là một trận rất ít, chứ không có nhiều quả. Vâng, sự hiệu suất cao. Vâng. Em hỏi lại một tí, cái chỗ anh vừa nói là cái đồi Nghĩa Trang ấy, thì là ở bên trên là mình có một cái, có cái chốt của Nghĩa Trang đúng không anh? Và cái đơn vị anh là khi mà vì bên kia nó có tới 3 mũi nó dồn về cái để nó đánh chiếm cái đồi Nghĩa Trang, thì đơn vị của mình là chia sẻ hỏa lực, chia cắt của nó ra, để một là cũng kéo bớt giảm tải cho cái chỗ đang chốt ở trên, và đồng thời là mình cũng tranh thủ tiêu diệt sinh lực địch đúng không anh? Vâng,
Mà trong lúc đó thì khi giảm cái sức ép đó, trong cái đó là cái khía bên của bên mình mà tiêu diệt địch nghèo, được lại tổ chức các cái đợt tấn công đánh chọc thẳng và trực diện với mình luôn. Tức là lúc nó gần như là nó lại bỏ cái chỗ kia để nó quay lại. Vâng, nó chia ra. Hoặc là em nghĩ nó không bỏ, nhưng mà nó chia ra và cái phía bên mình cũng không thua kém bên kia. Vâng, đấy. Đúng không? Đó là như thế, nó đông quân, cực kỳ đông quân luôn. Mà lúc bây giờ đúng là khẩu lệnh lúc bây giờ là để địch nếu là bộ binh 100 mét với được đánh, khi phát lệnh đánh là đánh ăn luôn, chứ còn không phải là cứ bắn vu vơ làm gì cả, và cũng phải tiết kiệm đạn. Nhưng mà em nghe cái chỗ mà nó đánh gọi là cái gì nhỉ, uy hiếp nó là xe tăng thật cũng có, rồi là còn giả thêm xe tăng nữa, rồi súng người này kia, nó tạo những cái tiếng ồn để nó tạo thành cái uy lực, nó gây hoang mang cho đối phương. Thì lúc đấy anh em mình nghe như thế có sợ không anh? Thực chất cho mà nói thì cũng có dao động. Dạ. Bảo tại sao ba bốn hướng nào thấy xe tăng như thế này. Dạ. Đấy. Thế nhưng mà bình tâm lại, nói với nhau rằng là cái này phải nghe thực kỹ cái tiếng xe tăng thật, mà nó mang pháo đạn ra các thứ, nó mang tiếng của nó khác, của cái độ lì nó khác. Dạ. Còn cái tiếng này nó cũng là tiếng xe tăng. Đấy, gầm rú còn khi còn ác liệt hơn xe tăng thật. Thế nhưng thực chất nó không phải. Nên cái hướng này thì cảnh giới bỏ, phải đánh hướng này, chọn hướng này đánh, và chọn hướng này phòng ngự, chứ còn không thể mà loạn lên như thế được. Nhưng mà thực chất ra anh em là đúng là chọn đúng. Cũng chọn đúng vị trí. Dạ. Chọn đúng hướng. Như vậy là cái đầu cũng quan trọng đúng không ạ? Vâng. Và có lẽ là cũng chỉ cái lần đầu thì nó lừa được mình, hoặc không phải là lừa, mà nó có gây cho mình một cái phản ứng. Nhưng mà sau này thì có lẽ là mình nhận định nhanh hơn đúng không anh? Vâng. Sau nó có dùng lại cái chiêu ấy nữa không? Sau này những cái tháng 7 sau 24, 25, 26 thì sau này lại không dùng những cái chiêu xe tăng nữa. Đấy. Thế trước kia thì cái kèn nó cũng bỏ. Mình tức là sau khi chuẩn bị có hiệu lệnh này, bọn tôi phát hiện ra là có hiệu lệnh này là chuẩn bị. Bởi vì lúc bây giờ tháng 2 cái sương mù của nó dày lắm. Đấy, nó dày lắm, nhiều khi tiếp cận gần đến nhau 100 mét còn chưa phát hiện ra. Thế nhưng mà khi mà tang tảng mà nhìn thấy thì bắt đầu nó tấn công. Tấn công thì khi tấn công thường là nó có cái kẹt, có một thằng kẹt. Thì bọn tôi thì thường bảo là bây giờ như này: một là thằng phun lửa, hai là thằng kèn, ba là cái thằng đeo cái máy thông tin kia, bốn là xem thằng nào là thằng chỉ huy, phải diệt những thằng ấy đối trước. Đối tượng ưu tiên. Đấy, ưu tiên trước. Đấy. Thế cho nên là ít nhiều nó cũng hiệu quả. Cái thằng xuống phun lửa nguy hiểm nhỉ? Vâng, cái thằng phun lửa. Yeah. Có thằng là phun lửa mà mang lên, đang leo lên đồi nghĩa trang này để phun vào đồng đội, mới bắn xuống là nó ngã trồng canh nha, là lửa là cứ vung vét ra đấy các thứ. Nói chung là chúng tôi đánh trận đúng là thực chất ra mà nói là sau này nghĩ với thấy sợ, chứ còn thực chất lúc đánh lúc đấy thì cái quan điểm ban đầu thì là kiên quyết rồi, nhưng mà đến lúc sau này ra thì thực ra anh em nó tâm sự là cũng run, nhưng mà đúng là mà hoàn thành được nhiệm vụ đấy là một cái kỳ tích, chứ không phải là nó quá đông. Vâng, quá đông. Có một câu chuyện này em cũng muốn anh xác minh. Khi mà ở đồi Khao Chỉa, mình có sẽ đưa xe tải vào để lấy thương binh ra, tức là cái con đường đấy từ Tà Lùng về đây thì là độc đạo, cho nên là mình đã giải mình rồi, giải mình chống tăng rồi. Thì khi mà xe tải của mình vào để chở thương binh ra thì họ phải, cái lực lượng quản lý mình đó, họ gạt đường ra, gạt mình để giải phóng đường để cho xe tải vào lấy thương binh ra. Thì xe tải vào lấy thương binh ra, sau đó thì sẽ lại giải lại mình. Thế nhưng mà chỉ mới bỏ ra để chở thương binh ra, còn chưa kịp giải lại mình thì xe tăng của nó hộc tốc nó chạy đến, và mình không kịp giải mình nữa, có nghĩa là bị vô hiệu mình ở đấy. Thì sau này mình mới bảo là tại sao mà nó lại, lính thì cũng thắc mắc là tại sao nó lại biết để mà nó đi vào đúng cái lúc như vậy. Thì sau này có câu chuyện là nhà, tự nhiên em quên tên rồi đấy, tức là anh em công binh của mình, thông tin của mình đi kiểm tra đường dây, cũng thấy đường dây nó bất thường, đi kiểm tra đường dây thì phát hiện ra là nó móc vào cái dây của mình để nó nghe trộm, cho nên nó biết cái lệnh
mình cũng có khả năng là nó biết cái lệnh tháo mìn của mình, thì họ lần theo cái đường dây thông tin đấy thì đến nhà của cái gì Dinh nhỉ anh nhỉ, Sào Dinh à, hay là em không nhớ tên nữa rồi đấy, tại vì nghe mấy câu chuyện liền, thì đến một cái nhà đấy thì là ông này vẫn đang làm alo, thì mình bắt trong đó. Cái này theo tôi nghĩ thì như thế này, thực chất ra mà nói khi ở ngoài này Tăng đã vào đến ngoài này mà chúng tôi liên lạc với lại bộ chỉ huy quân sự thì bộ chỉ huy quân sự đã chuyển vị trí, mà thực chất là cái Quảng Hòa hôm qua chúng ta đã đi đấy, cái thương binh mà chúng ta chở ra ngoài này thì cái đó là cái điều động thương binh xe, các loại xe để đưa thương binh ra ngoài, thì tôi cũng được nghe nói chuyện thôi, tức là không phải là cái xe tăng mà mình tháo mìn đi để cho xe đi đâu. Cái việc xe đi là nó có cái ban tác chiến của đơn vị, cái vị trí nào như thế nào, đi đường nào, lối nào thì người ta đã quy định rồi. Thế khi ra đến đấy thì ra đến đây thì thực chất ở ngoài này là Trung Quốc đã ở đây rồi, cái thay đổi hai nó ở đây rồi. Thế cho nên là phải chở thương binh quay lại. Đấy, như vị trí hôm qua mình đứng là chỗ các vị trí ở trong hôm qua mà chỗ hàng canh giềng, chỗ hàng canh giềng đấy thì cũng là ở trong cái tình huống ấy, tức là ngoài nó vào thôi, chứ còn thực chất ở cái phía câu chìa phía hướng của ngoài Phục Hòa lên là vào đấy là chưa vào được, không lên được mà ở phía ngoài này nó vào. Thế thì cái chuyện tháo mìn đấy, chống tăng này giữa các thứ theo tôi nghĩ thì chắc là nó cũng không hợp lý lắm. Đấy, vì sao tôi biết thì bởi vì trong ấy chúng tôi cũng liên lạc thông tin, vì anh em thương binh thì người ta cũng sốt ruột ở cùng với đơn vị. Để ra này như thế nào, tại sao ra xe lại quay vào. Đấy, thực chất thì nó là như thế, thì chúng tôi cũng trao đổi lại với anh em thực chất là thương binh và là anh em mà chưa bị thương mà cùng đơn vị đấy, là đấy cái tinh thần bây giờ là địch nó đang như thế mà xe chở thương binh của mình là ra là như thế. Thế cho nên là cái ở đấy thì chúng ta cũng phải tùy theo cái tình hình cụ thể để chúng ta giải cứu thương binh, chúng ta cất giấu thương binh. Đấy. Như hôm qua là cái vị trí canh man kia đấy, khi chỗ tác chiến của canh man thì cái thương binh của ta ấy, thì phải đưa xuống cái ngã ba và gọi là chợ Đống Đa ấy, kia cho nó là Ngọc Động, trong kia chúng ta cũng đưa thương binh vào đấy để giải quyết, để đảm bảo cho anh em. Mà cái lực lượng ở đấy bây giờ chúng tôi còn được là nếu mà tình huống ác liệt hơn nữa, mà chiến tranh lớn hơn nữa, cục bộ hơn nữa, thì chúng tôi các đơn vị phải độc lập đấy. Các cụ nói là bao gạo xuống trường, các anh cùng mấy dân ở đấy để giữ bằng được chứ không rút ra. Đấy, thực chất là như thế. Đã gọi là quán triệt đến như đấy, quán triệt đến như thế. Tức là các anh ở đấy, vì thực chất ở ngoài này là ngoài Quảng Nguyên mất rồi, chúng tôi vẫn ở trong ấy mà. Vẫn ở trong giáp biên, vẫn quần thảo. Bây giờ nói bây giờ là gọi là quần thảo đánh nhau đấy. Tìm địch mà đánh đấy. Lúc nghỉ ngơi tao thích đánh là tao đánh bằng được mày đấy. Đấy, để như thế. Mình kết hợp với dân như thế. Và có những cái tư tưởng là bao gạo xuống trường. Cái địa hình của mình như thế này, nước non như thế này. Đấy, này dân thì cũng có gạo, có thóc này các thứ thì phải ở đấy để bám giữ và để tìm địch mà đánh. Chứ còn sau này thực hiện cái nhiệm vụ nó thay đổi thì chúng tôi lại thay đổi cái nhiệm vụ theo cái nhiệm vụ của chung. Đấy, nó như thế. Thế còn cái trường hợp Mai Sang, cái kia là con của Mai Sang, thì tôi cũng nghe nói chuyện thôi. Tức là sau khi vào ấy, thì thực chất ra dân mình không biết. Đấy, thực chất là nó đi theo hướng Đông Khê, tức là đi đường này lên này. Đấy, ông bờ lên. Thì dân báo thì ở dưới kia bảo là làm gì vào được. Hoạt động tức là cái sơ suất ở ngoài mà lúc bấy giờ ấy thì nó lên thì sau này bị bắn đứt xích, trên lên cái tiểu đoàn 37 cho Quang Hải trên cái đồi bên kia đối diện ấy bắn xuống là bị đứt xích ở đấy. Thế thì còn cái nội dung tiếp theo thì tôi không rõ, bởi vì thực chất ra mình nói mình chỉ được nghe kể cái câu chuyện như thế thôi, còn lúc kia là mình vẫn ở phía trong. Mình không ở ngoài này. Vâng. Như vậy là không phải là chỉ đánh một vài trận, một vài chục ngày, mà nếu như mà ông hàng xóm có ý định ở lì lại thì ở đây chúng ta cũng đã có giải pháp rồi. Những người chiến sĩ đã được quán triệt tư tưởng là bao gạo xuống trường, dựa vào dân để đánh du kích tiếp.
Ở đây có lẽ là tôi cũng khá ngạc nhiên bởi lần đầu tiên được nghe một người bộ đội, nói là bộ đội địa phương nhưng cũng là bộ đội chủ lực, được biết một cái chủ trương như vậy đã có ở trong quân đội ta. Và quý vị và chúng tôi, quý vị và tôi vừa được nghe câu chuyện của người chiến sĩ, và anh vẫn rất khiêm nhường, và chính cái sự khiêm nhường đó làm cho câu chuyện của chúng ta bớt phần máu lửa. Và dù sao thì nội dung về tư tưởng, về tính chất của sự việc xảy ra có lẽ cũng như tôi, các bạn đều cũng nắm bắt được. Và em một lần nữa xin cảm ơn anh, chúc anh có sức khỏe. Và em muốn hỏi về chuyện riêng của anh một chút. Vâng, thế anh là ở đâu, bộ đội địa phương nhưng mà từ dưới kia lên cơ mà, sao lại ở lại Cao Bằng? Vâng, thưa chương trình, là tôi là đúng ra là người xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, bây giờ nó thuộc thành phố Nam Định. Thế năm 1975 thì tôi nhập ngũ để chuẩn bị cho cái chương trình là đi miền Nam, vào cái đơn vị 304 trung đoàn 123 huấn luyện để đi B. Đấy, trong quá trình đi đó thì thực hiện cái nhiệm vụ thì sau này là chúng tôi là được sát nhập chuyển về thành lập cái đơn vị 567 của sư đoàn 325 lên Cao Bằng, mang với cái danh là bộ đội trung đoàn 567 bộ chỉ huy quân sự Cao Lạc. Sau đó thì tôi anh bỏ hết qua cái đoạn ấy đi, ra đến ra quân đi, sao anh lại lấy chị ở đây? Sau đó thì tháng sau nó sự kiện năm 1979 đấy, chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thì đơn vị chúng tôi được ra làm cái nhiệm vụ là đảm bảo phòng ngự phía nam của thị xã Cao Bằng, tức là phạm vi kỳ thông môn 4, kỳ thông 5 của đường 4, đường Đông Khê. Đấy. Thế thì đơn vị về đây một thời gian ngắn, thì khi đóng quân địa bàn ở đây thì tôi cũng là đóng quân trong nhà dân một thời gian. Sau đó đơn vị ra đổi thanh trại, và trên cơ sở đó thì tôi với bà vợ tôi bây giờ ấy là có cái tình cảm với các thứ. Sau đó là chúng tôi là xây dựng nên nghĩa vợ chồng. Và chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi cũng ở tại cái vị trí mà phòng ngự ngày xưa đấy, tức là vị trí là km 4 đường 4 Đông Khê đấy. Thế còn vợ tôi thì là cũng là một người công nhân viên chức nhà nước, thì hiện tại bây giờ thì cũng đã nghỉ hưu, thế nên chúng tôi cuộc sống cũng là bình thường cũng như là mọi người trong xã hội đấy, tinh thần như thế. Thưa quý vị và các bạn, trong một cái quãng thời gian không dài cũng không ngắn, và trong ngôi nhà riêng ngay ở bên đường, thì có lẽ chất lượng của âm thanh cũng không được chuẩn lắm, không phải trong phòng thu mà tiếng xe tải ngoài đường và những cái tiếng ồn sinh hoạt. Vâng, rất là mong quý vị và các bạn cố gắng bỏ qua những điều đó để đến với nội dung câu chuyện của chúng tôi. Chương trình của anh em chúng tôi tạm khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chương trình.